sẽ cho người xem này. Ôi một con khỉ mọi người ơi. Một con vợ vượn, một con vượn. Mọi người xem đây là con vượn nha mọi người. Ra khói nha mọi người. Nó có thang rồi nha mọi người. Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay á, thì Sang đang chuẩn bị đi vào trong rừng. Phía sau lưng Sang á, đang mang một cái ba lô đồ và chỉ một bình Sang. Cho tới Sang ở đây á, thì có cầm một con dao găm nha mọi người. Hôm nay á, thì Sang định á, là sẽ thực hiện một cái thử thách sinh tồn một mình giới hạn ở trong rừng nha mọi người. Thì trước giờ Sang với mọi người á, nếu mà đi vào trong rừng sinh tồn á, thường thì mình sẽ quy định ra mình sẽ sinh tồn bao nhiêu tiếng này kia. Nhưng mà hôm nay á, sẽ là một cái chuyến sinh tồn đặc biệt. Sang sẽ không quy định là mình sẽ sinh tồn ở trong rừng này bao nhiêu tiếng, mà Sang sẽ muốn thử thách bản thân mình, xem giới hạn của bản thân Sang á, sẽ ở trong rừng này với một con dao găm duy nhất này á, Sang sẽ ở được bao nhiêu tiếng ở trong rừng nha. Bây giờ thì Sang sẽ cho mọi người xem trong ba lô Sang có những gì cho chuyến sinh tồn lần này nha. Đầu tiên á, là một cái ba lô với lại là một bộ quần áo của Sang. Trong đây thì không có gì hết cả. Tiếp theo là túi đựng máy quay với lại những cục pin máy quay, pin GoPro, pin máy quay này kia. Bên đây á, thì Sang có mang theo hai cái đèn pin để có thể soi sáng ban đêm với lại là có thể là có ánh sáng để quay ban đêm cho mọi người xem nha. Tiếp theo là có một cái máy quay và hai cái GoPro. Trên đây á, thì có một ít chân quay, đồ kẹp điện thoại và ba cái điện thoại cho mọi người. Một cái điện thoại Sang đang quay và hai cái điện thoại Sang mang theo. Ở đây á, thì có thêm 4 cục sạc dự phòng. Mỗi cục này á, là 15.000 pin, đủ để cho Sang sạc khoảng 20 lần cho một cái điện thoại cho mọi người. Và ở đây đặc biệt á, là một con dao. Con dao này á, sẽ là con dao đồng hành cùng với Sang trong chuyến sinh tồn lần này. Chỉ một con dao nhỏ như thế này thôi, để xem á, là Sang có thể là vượt qua thử thách sinh tồn giới hạn của Sang là được bao nhiêu ngày nha. Và hôm nay á, sinh tồn giới hạn này á, đặc biệt hơn một cái nữa là Sang sẽ không ở một chỗ nha mọi người. Giống như là những cái đợt sinh tồn trước á, thì mình sẽ vào và kiếm một cái chỗ nào đó, mình làm cái chỗ ngủ lại và mình ở đó, mình kiếm đồ ăn xung quanh cái chỗ ngủ đó. Nhưng mà hôm nay á, là Sang sẽ không làm như vậy nữa, mà tạo độ khó hơn á, là một ngày Sang phải ngủ một chỗ khác nhau và không ngủ lại chỗ cũ nha. Ví dụ hôm nay Sang vào trong rừng, Sang làm được một chỗ ngủ rồi, nhưng mà hôm sau Sang phải bỏ chỗ ngủ đó và Sang phải đi kiếm những cái chỗ ngủ mới và những cái nơi mới, chứ không ngồi một chỗ nha mọi người. Nếu như mà ngồi một chỗ thì sẽ rất là lâu mới kết thúc thử thách, tại vì ngồi một chỗ thì kiếm được nhiều đồ ăn rất là dễ dàng, không phải lo tới chỗ ngủ á. Thời giờ thì Sang với mọi người mình sẽ khởi hành đi sinh tồn giới hạn của bản thân nha. Di chuyển nãy giờ thì Sang đã vào phía trong bìa rừng rồi nha mọi người. Thường thì những cái chỗ bìa rừng á, nó sẽ toàn là tre thôi, rất ít cây. Nên bây giờ thì Sang sẽ cố gắng là di chuyển hết cái bìa rừng này để đi vào phía trong lõi rừng nha. Nếu mà đi rừng á, mình càng đi vào trong sâu á, thì tre nó sẽ ít đi và tầm nhìn mình sẽ thoáng hơn và mình sinh tồn sẽ dễ hơn. Với lại cái khu rừng mà ngày hôm nay Sang chọn á mọi người, là một cái khu rừng nói chung là nó hơi đồi núi, dốc một chút. Với lại là mùa này mà sinh tồn trong rừng á, thì nó sẽ hơi khó khăn. Do là mùa khô á mọi người, nước này kia nó sẽ rất là ít, mình kiếm nước sẽ khó hơn rất là nhiều. Bây giờ thì Sang sẽ di chuyển hết cái đoạn bìa rừng này nha. Mình sẽ đi vào trong sâu hơn nữa. Và dọc đường đi á, thì nếu mà Sang phát hiện gì ăn được thì Sang sẽ thu hoạch luôn mọi người. Giờ thì cứ di chuyển liên tục đi, tại vì ngày đầu tiên á, Sang vẫn còn sức nhiều á. Mình sẽ vừa di chuyển vừa kiếm đồ ăn nha, cố gắng dự trữ cho mấy ngày hôm sau. Cái đợt chỗ này thì hơi dốc. Mọi người thấy là mùa này lá tre nó rụng không? Nó rụng dày đặc hết cả nguyên một cánh rừng luôn. Ở phía bên đây thì Sang nghe tiếng con chim nó hót rất là nhiều luôn mọi người. Theo như Sang nghĩ á, là phía bên đó nó có một cái cây gì đó có trái chín nè, nên con chim nó bu về đó nó ăn á, nên nó hót. Bây giờ thì Sang sẽ đi qua xem thử như thế nào.
Thường thì nếu mọi người đi vào trong rừng á, mọi người nghe được tiếng con chim nó hót hót nhiều một chỗ á, thì mọi người biết là chỗ đó có trái cây nha mọi người. Tại vì cái con chim nó ăn trái cây á, thì nó mới bu về đó nhiều. Đi bên này một xíu. Chỗ này thì hơi dốc, nó cũng khó đi, với lại là trơn á. Đó mà nghe tiếng con chim nó hót. Con chim nó kêu á mọi người. Thì Sang đi tới đây là phát hiện có một cái buồng chú chín nè. Mấy con chim thì nó ăn hết mấy cái trái phía trên rồi, còn được một ít trái phía dưới nè. Nên bây giờ thì Sang sẽ hái một ít chuối này để mình sẽ mang đi cho mọi người. À, cái chuối này thì nó mọc ở một cái vực rất là sâu phía dưới luôn. Bây giờ thì Sang sẽ nhảy qua để ôm cái cây này cho nó rụng trái xuống nha mọi người. Đây là cái cây này. À, Sang vừa mới bỏ ba lô và leo lên thân cái chuối nha mọi người. Nó ngã lên trên đống lùm. Do đây là một cái vực. Đây, Sang cũng leo lên tới nơi rồi. Đây là trái chuối chín đó mọi người. Đây, đây là những cái trái mà khi nãy con chim nó ăn này, mọi người thấy không? Rụng hết rồi. Còn đây là những trái chuối chín này. Đây, cái này là trái chuối rừng nha mọi người. Chuối rừng thì nó sẽ có rất nhiều hạt, nhưng mà cái vị nó ngọt. Với lại mình ăn á, ui, mình ăn nó có nhiều chất xơ á mọi người. Nó sẽ giúp cho mình là chống đói rất là tốt luôn. Đây, mời cả mọi người nha. Đây là phần hạt phía trong. Mình nuốt luôn phần hạt nha. Ngọt, thơm. Giờ sẽ hái nha mọi người. Đi xem được bao nhiêu quả. Một này. Hai. À. 5. Đây ra hái được 9 quả nha. Để xuống trước xuống dưới hái tiếp. Giờ leo đang đứt. Ở đây là mấy quả chuối Sang vừa mới hái được nè. Do là Sang ngồi trên ngọn cây nên những cái dây leo đang đứt nguy hiểm quá. Giờ Sang phải xuống trước. Sang hái được ở đây 18 quả chuối nha. Trái chuối rừng thì nó nhỏ cái này thôi, nhưng mà đảm bảo á, khi mình ăn chuối ở trong rừng, những cái chuối này nó nhiều chất xơ á, giúp cho mình chống đói rất là tốt nha mọi người. 18 trái chuối như thế này á, có thể là giúp Sang cầm cự được khoảng tầm một vài ngày gì đó luôn á. Nhiều mà. Ở phía trên đây thì còn một ít của cái buồng nữa đây. Có lẽ là Sang sẽ chặt thêm một ít chuối non. Xong rồi mình sẽ bỏ vào ba lô đi dự trữ lại nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xem tác dụng của cái dao nha mọi người. Sẽ dùng cái dao này để cắt cái nải chuối đây nè. À, dao rất là bén mọi người. Chắc một phát là đứt luôn. Đây là những cái trái chuối mà nó gần chín đó mọi người. Sẽ lấy cái nải gần chín nè. Còn những cái trái non ở dưới thì mình bỏ đi. Mình không cần tới đâu. À, theo như Sang nghĩ cái nải này thì khoảng tầm ngày mai nó sẽ chín nha, nên sẽ mang theo để ăn. Đây, thêm một nải nữa nha, với lại 18 trái chuối chín. Cái dao này nói chung là nó bén mọi người, nhưng mà bị một cái nó quá nhẹ nên cắt những cái gì á thì sẽ rất là lâu. Bây giờ thì để qua một bên cho nó ráo mũ đã. Đây là phần mũ chuối này, nó dính hết vào dao này, toàn là chuối chín nè. Giờ thì mình sẽ ăn tiếp một trái nha mọi người. Cái này á, có đồ ăn không phải là Sang sẽ ăn hết một lần đâu mọi người, mà mình sẽ chia ra để ăn nha. Ví dụ là khi nào mà đói quá thì mình sẽ ăn một trái hai trái, chứ không phải là ăn cho no rồi xong một hồi là mình đi á, mình sẽ thiếu đồ ăn á, thì lúc đó còn mệt hơn.
Nhiều hạt, toàn là hạt thôi nhưng mà ngọt. Thôi giờ sang mọi người sẽ bỏ chuối này vào trong ba lô rồi Khanh đi tiếp nha. Không biết là mọi người nhìn con chim này á, mọi người biết là con chim gì hay không ha. Xe đang đi á thì tự nhiên là nó bay, nó tông trúng người sang nha. Xong nó té xuống là sang bắt được nó luôn nè. Cái con này thì nó có màu xanh xanh, tức là nó bay quá tốc độ mọi người, nên nó không có giảm tốc được á, nó thắng lại nha. Nhưng mà nhìn cái con chim này rất là đẹp. Sang thì cũng đang đi kiếm đồ ăn, nhưng mà nhìn con chim đẹp như thế này thì cũng không nỡ ăn nha. Nên thôi thì bắt được nó quay cho mọi người xem. Bây giờ thì sang sẽ thả đi mọi người. Đấy. Nhanh lắm mọi người, nó bay nó không thắng đâu. Khi nãy nó gặp sang nó bay, nó đâm thẳng vô cái người sang ngay cụm dây đây nè, rồi nó rớt xuống. Con chim này là gọi là chim quá tốc độ. Sang thì cảm giác bây giờ vẫn chưa đói, do khi sáng mình có ăn được một vài trái chuối á. Nhưng mà hiện tại á, là sang đang rất là khát nước. Do mùa này là mùa khô á, ở trong rừng gần như là không có con suối nào có nước hết cả. Sang băng qua những con suối mà mùa mưa nó có nước á, nhưng mà mùa này đã càng khô hết rồi, nên không có nước để uống mọi người. Đi vào trong rừng sinh tồn như thế này á, mình có thể nhịn đói được, nhưng mà nhịn khát á, thì sẽ không chịu nổi đâu nha. Nên bây giờ trước mắt của Sang á, là Sang phải kiếm ra nguồn nước để qua cơn khát nha mọi người. Ở đây á, thì hiện tại của Sang á, là Sang đang đứng ở trong một cái rừng lộ ô. Cái phía trong những cái bọng cây lộ ô như thế này này, đây này, là sẽ có những cái cây lộ ô nó sẽ chứa nước nha mọi người. Có một số thì nó không chứa đâu, nhưng mà có một số nó sẽ chứa. Bây giờ thì sẽ đi kiếm nước ở trong cây lộ ô nha. Và cách nào để mình biết cái ống lộ ô nào có nước hay không có nước á, thì cũng đơn giản mọi người. Giờ thì mọi người nghe nha. Này, ống này không có nước này. Khi nào mà mình lắc á, ống nào nó nghe sập sạch tiếng nước á, thì cái ống nó có nước. Ống này còn không có nước này. Và mình đi kiếm nước á, thì mình sẽ kiếm những cái cây lộ ô mà nó bị ngã ngang nha mọi người. Những cái cây tre, cây lộ nó bị ngã thì nó mới chứa nước thôi. Còn những cây đứng như ở chỗ kia thì nó cũng sẽ không có chứa nước nha. Cây đứng thẳng thì nó cũng không có chứa nước đâu, chỉ có cây nằm ngang thôi. Mọi người nghe kỹ cái tiếng nước của cái ống này nha, khi mình sang lắc nè. Đó mọi người nghe không? Đây nè, nó nằm ở đây nè, cái ống này nè. Ống này cũng có luôn. Giờ thì Sang sẽ dùng dao để mà chặt cái phần nước ở trong cây lộ này ra để xem là có nước hay không. Đây là phần cao hơn này, mình sẽ chặt cái phần thấp hơn thì nước sẽ tự động chảy ra nha mọi người. Chặt bỏ cái những cái nhánh. Cái dao này thì nó nhỏ nên chặt cũng khó. Giờ mình sẽ chặt cái dưới đây nha mọi người. Đây mọi người, nãy giờ Sang chặt cũng đã lủng rồi nha. Đây là phần nước phía trong nè. Đây, nước dơ mọi người. Không phải là ống lộ ô nào mình cũng uống được nha mọi người. Có những cái ống lộ ô nó có phần nước rất là sạch, nhưng mà có những ống lộ ô nó có phần nước rất là dơ nha. Cái ống này mọi người thấy này. Đây, cái nước nó chảy ra có màu đen nha. Có nghĩa là cái ống này không uống được đâu mọi người. Đây này, nước rất là nhiều nhưng mà nước nó chảy ra màu đen này. Có rất là nhiều cặn ở phía trên cái lưỡi dao của Sang này. Nên cái ống này mình không uống nha. Sang sẽ đi kiếm ống khác. Tiếp tục Sang phát hiện là có một cái ống có nước rồi mọi người. Hy vọng ống này sẽ sạch nha. Giờ Sang chặt ống này. Đây có nước rồi mọi người. Để xem cái ống này nước sạch hay nước dơ nha. Đây nước sạch mọi người xem phần nước nó chảy ra nè. Giờ sao uống nha. Mọi người thấy cái phần nước nó chảy ra không? Nhìn rất là trong luôn. Mọi người cứ lựa những cái ống nào mà có cái phần nước trong như vậy mình hãy uống nha mọi người. Còn những cái phần nước đục, nước đen thì đừng uống nha, tại vì những cái phần nước đó rất là dơ.
những cái ống này theo như Sang nghĩ á, nếu mà nó chứa đầy ống á thì có thể là được khoảng tầm hơn hơn 2 lít nước nha mọi người. Để mọi người thấy nó chảy hoài không hết đâu, nó chảy nhiều lắm. Nên Sang cứ uống thoải mái cho nó đã khát, rồi mình sẽ đi tiếp nha. Cái nước này thì nó có vị giống tre nha mọi người. Bây giờ thì Sang uống mấy ngụm nước đã no căng bụng luôn, nhưng mà nước nó vẫn cứ chảy liên tục nha. Theo như Sang nghĩ là cái ống tre này á nó phải hơn 1 lít mấy 2 lít nước nha mọi người. Mọi người thấy đi rừng á, nếu như mà mình không kiếm được suối, không kiếm được khe nước á, mình vẫn có thể có nước uống nha mọi người. Một là đi chặt những cái ống lồ như thế này để lấy phần nước phía trong của nó uống, hai là mình sẽ đi kiếm những cái dây có nước mình chặt ra để mình uống nước phía trong nha. À, cái dao này nói chung là Sang chặt cây tre nó vẫn đứt mọi người, nhưng mà chỉ có là hơi khó chặt một chút do là cái dao này nó ngắn quá đó, nó không có thế chặt nha. Nhưng mà chịu khó chặt thì nó vẫn đứt thôi. Sang vừa mới chặt được ở đây một ống tre nè mọi người. Sang định bây giờ sẽ lấy nước cho đầy cái ống tre này, uống cho thật đã khát luôn. Nếu mà có dư thì Sang sẽ cầm để mang theo nha. Nếu mà một hồi có khát thì mình có cái để uống nữa nha mọi người. Tại vì trong rừng này sẽ rất là nhanh khát, nhưng mà không phải ở đâu nó cũng có cái lồ này hết cả. Ở đây thì Sang vừa mới chặt ra được một ít nè. Bây giờ thì mình sẽ đâm vào dao vào. Đây là một ống tre tiếp theo có nước mọi người. Đây có nước này. Đây mọi người xem phần nước này, nước sạch nha. Cái phần nào nước sạch á thì mình sẽ lấy mọi người. Để xem là một cái ống như thế này thì được bao nhiêu nước nha. À, mọi người nghe cái phần nước nó chảy xuống không? Cứ đi vào rừng nè mà có nước để uống á, là đảm bảo là sẽ không sợ nha mọi người. Đây là cái phần nước mà Sang vừa mới hứng được của cái ống tre nè mọi người. Nguyên một ống tre thì được bao nhiêu ly nước nha. Mày xem nước này. Mọi người thấy phần nước của nó không? Nó sẽ có cái màu hơi đục đục nha mọi người, chứ không phải là màu trong nha. Tại vì nó nằm trong ống tre này lâu á, nên nó sẽ có cái màu đục và nó sẽ có vị hơi chua chua với là hôi hôi mùi ống tre nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ uống nha, để mời nghe mọi người nha. Nhưng mà đi rừng này có nước uống là may rồi, có chua hay là hôi một chút á thì cũng không sao đâu mọi người. Một ống như thế này nhiều cực kỳ luôn. Mọi người xem này, nhiều lắm nha. Sang vừa mới uống được một ít nước, thấy người nó khỏe hơn hẳn mọi người. Bây giờ thì mình lại tiếp tục đi nha. Cái chỗ này toàn là tre thôi, nên giờ Sang sẽ đi theo cái ống tre ra băng qua kia. Ở đây là một cái bụi tre mọi người. Nhưng mà được cái là đi những cái rừng tre như thế này thì có nước uống nha, không sợ là thiếu nước. Mình đi tiếp. Cái tre này giống như là một cái cầu thang vậy đó. Nãy giờ thì Sang đi được một đoạn á, tới đây thì cái ba lô Sang nó gặp sự cố nha mọi người. Nó bị rách cái phần quai đây nè, ra khỏi cái phần ba lô nha. Đáng là phải dính như vậy nè, qua những cái đường chỉ á, nhưng mà tới đây nó bị toát nó rách ra nè. Nên bây giờ thì Sang sẽ tìm cách vá nó lại, khắc phục nó lại em ơi. Chứ không nếu mà mình không mang được, mình xách ba lô trên tay như thế này nè, Sang đã bảo là sẽ bỏ cuộc rất là sớm luôn. Tại vì xách như thế này sẽ không đi được xa, với lại là không có di chuyển được mọi người. Nên giờ thì phải kiếm cách để mà Sang dùng dao khoét đây một lỗ nha, để lấy cái sợi dây đây nè. Sang sẽ lấy sợi dây thừa của ba lô này để mai lại nha. Đây là cái ba lô mà Sang đi bộ đội từ năm 2015 mọi người. Giờ thì mình sẽ cắt cho nó vài đường nha, hy vọng là sửa được nha mọi người.
Vậy là xong nha mọi người. Sang vừa mới sửa lại cái ba lô đây nè. À, xem. Chắc chắn nha. Ba lô thì Sang cũng đã sửa xong nha mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ ngồi đây để mà nghỉ mệt một xíu. Tại vì đi từ sáng giờ cũng khá mệt rồi. Với lại là Sang định là sẽ dùng cái dao nhỏ này chặt một cái cây dài ở đây để mà làm cái đồ mà Sang cầm trên tay để có thể là phòng thủ nha. Lỡ như đi vào rừng sâu như thế này á mà đi một mình gặp con này con kia thì Sang có một cái gì đó để bảo vệ bản thân. Còn cái dao nhỏ như thế này thì theo như Sang nghĩ á, cái khả năng phòng thủ của mình rất là thấp mọi người. Tại vì những cái con vật to nó nhảy sẽ nhảy rất là nhanh. Nên Sang cần một cái cây dài vót nhọn một đầu. Lỡ như gặp con này con kia thì Sang có thể bảo vệ này. Hoặc là gặp rắn thì Sang có thể dùng cái que, cái cây để mà bắt nó nha. Nãy giờ dọc đường đi thì Sang gặp một con rắn nhưng mà không thể nào bắt được nó do nó chạy rất là nhanh á. Nên giờ thôi thì Sang sẽ chặt cái cây đây mọi người. Ở đây thì có một cây thẳng nó dài lên tới bên kia. Mình sẽ cần một cái cây vót nhọn đầu thì nó sẽ tốt hơn. Bây giờ thì dùng cái dao nhỏ này chặt nha. Cái dao này thì chặt cây vẫn được mọi người. Nhưng mà nó nhỏ quá nên mình chặt sẽ lâu. Đúng là thử thách thực sự luôn á mọi người. Chỉ có một cái cây nhỏ như thế này là sẽ chặt hai đầu mà mất khoảng tầm 5 phút nha. Do cái dao này nó nhỏ quá, nó không có thế mọi người. Nó không có thế để mình chặt cái cây á. Nên chặt những cái cây này nó mất thời gian lắm. Giờ tiếp theo Sang sẽ gọt vỏ nó ra nha mọi người. Tại vì cầm vỏ như thế này nó sẽ nặng lắm á. Vót nhọn một đầu cây như thế này mọi người. Cầm cái cây này trên tay á, thì cảm giác mình sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Bây giờ có lẽ là Sang sẽ tiếp tục di chuyển nha mọi người. Đầu tiên bây giờ là Sang phải kiếm được cái gì đó để cho tối nay ăn này. Thứ hai là Sang phải kiếm được nguồn nước để có thể là tắm rửa và ngủ nghỉ lại. Và thứ ba là Sang phải tạo ra lửa nha. Nên còn rất là nhiều việc. Nên có lẽ là giờ Sang sẽ di chuyển thêm một chút nữa. Nếu mà tới con suối nào đó thì Sang sẽ dừng lại chỗ đó để mà ngủ chỗ đó luôn. Còn cứ di chuyển như vậy hoài á, tối nay mà không có lửa, Sang ngủ một đêm trong rừng á, sẽ rất rất là lạnh nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ khởi hành đi tiếp nha. Với cái cây này như trên tay á, thì cảm giác an toàn hơn nhiều rồi. Nãy giờ Sang đi tới cái đoạn này á, thì Sang phát hiện có một cái điều rất là hay nằm ở phía trong bọng cây nha mọi người. Ở đây á, có một cái cây rất rất là to này. Và nó có một cái bọng, phía trong cái bọng nó có một cái hố nha mọi người. Và phía trong cái hố này nó lại có một cái tổ chim. Mà trên tổ chim á, lại có mấy cái trứng nữa. Sang thấy con chim nó bay ra nên Sang chạy lại đây xem. Thì phát hiện là phía trong bọng nó có một cái tổ chim. Mọi người thấy không? Cái tổ chim này thì nó nhỏ nhưng mà nó có tận tới 9 trứng luôn nha mọi người. Đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 trứng luôn nha. 9 trứng chim luôn nha mọi người. Mà cái con chim hồi nãy nó bay ra thì nhìn nó giống y như con vịt vậy mọi người. Theo như Sang nghĩ là chắc là con vịt rừng á, con vịt rừng hoặc là con vịt trời gì đó. Nên có lẽ là Sang sẽ lấy một cái trứng của nó để ăn cho tối nay nha mọi người. Giờ thì mình sẽ lấy trứng của nó này. Đây là một cái trứng của nó mọi người. Cái trứng nó thì như vậy này, nó nhỏ thôi, nó bằng khoảng tầm 1/2 cái trứng gà rừng thôi nha mọi người. Đừng nói tới trứng gà nhà. Trứng này thì bằng 1/2 cái trứng gà rừng. Nó to hơn ngón tay cái của Sang một chút xíu thôi. Nó cái màu thì là màu đen,
và trứng tròn nha, trứng tròn vo như vậy này. Sài sẽ lấy vài trứng để tối nay có thể là mình ăn chống đói luôn nha mọi người. Ở đây thì 9 trứng, Sang có lẽ là sẽ lấy nó 5 trứng đi nha. 2 3 4 5. Sang sẽ lấy 5 trứng nha mọi người. Là phần trứng của nó này. Cái trứng này hình như nó cũng hư rồi mọi người. Cái trứng này hình như nó cũng vỡ rồi mọi người. Sang lắc thì mọi người nghe này. Mọi người nghe sụt xịt không? Sao như sẽ nghĩ là cái trứng này đi giữa rồi, có để lại nó cũng không nở được nha. Giờ thì sẽ lắc xem cái trứng nào nó giữa thì mình lấy, còn trứng nào nó không giữa thì mình sẽ để lại cho con vịt này nó ấp. Trứng này giữa luôn nha. Đây mọi người nghe nè. Cái tổ chim này nó giữa, cái tổ vịt này nó giữa hết rồi mọi người. Đây nè. Mọi người nghe kỹ nha. Trứng này còn được nè. Trứng này cũng còn được nè. Còn được 2 trứng nữa. 7 trứng này là đầu tiên là Sang lấy để ăn, thứ hai là nó cũng giữa rồi á, này có ấp cũng không nở. Nên mình sẽ lấy vài trứng này để tối nay luộc ăn nha mọi người. À, vừa có chuối vừa có trứng vịt, không sợ đói đâu. Thì cho nó vô ba lô đó. Vừa mới cho trứng vào phía trong ba lô nha mọi người. Giờ thì mình lại tiếp tục đi. Ngày hôm nay với Sang như vậy là cũng khá mệt, sao đi từ sáng tới giờ. Bây giờ chắc cũng là 12 giờ trưa rồi mọi người. Ở đây có cây rất lớn luôn. Nãy giờ thì Sang đi một đoạn mọi người. Sang đi tới cái đoạn này á, thì Sang nghe được một cái mùi rất rất là nồng nặc luôn. Nó từ trên đồi này nè, nó thổi xuống nha mọi người. Nó theo hướng gió nó xuống đây. Nên bây giờ thì Sang sẽ đi theo ngược hướng gió để kiếm xem là cái mùi này nó bốc ra từ cái gì nha. Tại vì theo như Sang phán đoán á, cái mùi này á, nó giống như là một con gì nó đang bị chết và nó đang bị thối rữa ra. Sang sẽ tìm hiểu xem là cái con gì nó phía trên đây mọi người. Mà nó hôi lắm nha. Sang đứng ở đây là kiểu như là muốn ngộp thở luôn mọi người. Nó từ phía trên đây nè. Nó từ đây nó bốc xuống, do là mọi người thấy nè. Gió thổi từ trên ngọn đồi nó thổi xuống nha. Nên giờ thì Sang sẽ đi theo hướng gió. Càng đi tới đây thì cái mùi nó càng nồng nặc hơn nữa mọi người. Hôi cực kỳ luôn. Ui mọi người ơi. Đây mọi người ơi, ở trên đây sẽ phát hiện là có con. Cái mùi cực kỳ hôi luôn, cái mùi cực kỳ nồng nặc luôn. Có một cái con gì nó chết rồi mọi người. Đây nè. Ui mọi người ơi, một con vượn mọi người ơi. Một con vượn rất là to luôn. Wow. Mọi người ơi, một con vượn rất là to luôn mọi người. Đây này. Như một con người luôn mọi người, nó to như một con người luôn nha. To lắm. Mọi người thấy cái phần chân không? Đây là cái phần chân này, phần tay của nó, phần đầu nó phía trên đây nè. Cái này thì Sang cũng không quay cận cảnh được cho mọi người xem nha. Tại vì một số nguyên tắc của YouTube á, không quay được những cái con động vật như thế này. Nên Sang chỉ quay sơ thôi. Không biết lý do tại sao cái con này nó chết nha. Nên tốt nhất á, là mình đừng có đến gần nó quá nha mọi người. Tại vì những con động vật hoang dã như thế này á, nó có thể là bị những con vi khuẩn nó chết, hoặc là nó bị rắn cắn chết, hoặc là nó bị bệnh chết gì đó thì mình không biết. Nên tốt nhất mình thấy thì mình cũng đứng xa xa thôi, mình quan sát thôi nha. Đây cho mọi người xem kỹ lại cái con này nè. Đây là phần chân đó mọi người. Đây là phần chân của nó nè. Mọi người thấy cái phần chân không? Cái con này á, ta phán đoán nếu mà trọng lượng của nó thì nó sẽ nằm ở tầm là 10-20 kg nha. Tại vì cái chân của nó, cái bàn chân của nó là to bằng cái bàn tay sao luôn. Đây là cái bàn chân của nó này. Đây cái bàn chân của nó này. Đấy. Hai cái bàn chân của nó. Cái đuôi của nó. Còn phía trên kia là cái phần đầu của nó, phần mình của nó này. Nhưng mà theo như Sang nghĩ là cái con này á, nó bị chết ở đây khoảng tầm 4-5 ngày rồi, nên nó đang bốc cái mùi rất là hôi luôn. Nên tốt nhất là Sang cũng sẽ không có tới gần nó cho mọi người. Thấy vậy thôi. Bây giờ có lẽ là Sang sẽ tiếp tục cái chuyến sinh tồn của mình nha. Nhìn to lắm mọi người, nó hôi nguyên cả cái khu vực này luôn mà. Sang đứng tận tích đi kia là Sang nghe cái mùi hôi rồi, Sang đi lên trên đây là Sang thấy nó trên đây. Nó nằm ngay chỗ này nè. Có lẽ là nó từ trên cây này nó rớt xuống mọi người. Hôi lắm. Thôi giờ Sang đi đó.
À, cái mùi nó hôi khủng khiếp luôn mọi người. Bây giờ sang tiếp tục. Tiếp tục di chuyển tiếp nha. Mùa này đi vào rừng á, thời tiết rất là hanh khô nha mọi người. Nên sang đi một xíu nữa thì như bị trúng gió. Đi tới cái đoạn này thì sang cũng không đi nổi nữa. Bây giờ thì cũng 2 giờ mấy chiều rồi. Nên sang định á là sẽ dừng lại ngay chỗ cái gốc cây như này. Để mà tối nay mình sẽ ngủ lại đây một đêm nha. Tại vì mọi người xem này, ở phía trên trời á đang có một cái những cái đám mây đen này, như là đang muốn chuyển mưa á. À, hôm nay làm thử thách giới hạn sinh tồn của bản thân sang. Nhưng mà hình như là ông trời cũng muốn thử thách luôn á mọi người. À, gần cả 3 tháng rồi ở chỗ sang là chưa có giọt mưa nào hết cả. Nhưng mà hôm nay sang vào đây để làm thử thách sinh tồn này á thì trời lại chuyển mưa. Nên sang sợ nếu một xíu nữa sang di chuyển á mà trời đổ mưa xuống á thì quần áo sang sẽ ướt hết. Mà đang bệnh trong người như thế này mà quần áo ướt nữa thì tối nay sẽ không vượt qua được cái thử thách này. Với lại thứ hai là những cái máy quay thiết bị này của sang mà gặp mưa thì sẽ bị hư hết luôn. Nên ở đây thì có một cái gốc cây, mà trong gốc cây này thì nó có một cái bọng rồi. Mọi người thấy này, nó rất là to. Sang có thể chui vào trong cái bọng cây luôn. Mà đặc biệt hơn là trong bọng cây này nó lại sạch, nó không có dơi mọi người. Nó thẳng lên tới trên luôn, nó không có con dơi trong đó, nó không bị hôi. Nên sang quyết định là tối nay mình sẽ ngủ lại trong bọng cây này một đêm. Bây giờ chỗ ngủ cũng đã có rồi, đồ ăn thì sang có được một vài trứng vịt và trái chuối. Với khi nãy thì sang có chặt được ở đây mấy cái đọt mây rừng mọi người. Xíu nữa sang nướng đọt mây rừng này để ăn. À, nên bây giờ còn điều quan trọng hơn là sang phải làm ra lửa trước khi trời mưa. À, bằng những cái dụng cụ ở trong rừng nha. Giờ thì có lẽ là sang sẽ bỏ ba lô xuống rồi mình sẽ đi, sang sẽ đi kiếm một vài dụng cụ để mình có thể tạo ra rửa nha mọi người. Ở phía trên trời đang chuyển mưa nha mọi người, nên bây giờ thì sang có lẽ là sẽ tranh thủ đi nhóm lửa trước khi trời mưa nha. Nên khi nãy thì sang vừa mới kiếm được ở đây một số dụng cụ để mình có thể tạo ra rửa ở trong rừng nha mọi người. Ở đây gồm có một thanh tre to với lại là hai thanh tre nhỏ nha mọi người. Cái thanh tre to này là những cái thanh tre mà những cái cây tre nó vừa mới héo đi á mọi người. Nó không phải là khô quá mà nó cũng không phải là nó ướt quá nha. Nó vẫn còn tươi, nó vẫn còn độ dẻo nha. Để mình có thể là dùng một cây mình kéo á mọi người. Với lại đây là một cái phần không thể thiếu để khi mình tạo lửa trong rừng là tổ chim nha. Đây là một cái tổ chim khô. Thường thì những con chim á, nó sẽ lấy những cái phần bông cỏ rất là khô. Với lại cái phần bông cỏ này rất dễ cháy. Nên nếu muốn nhóm lửa thì lấy những cái này. Thì mình sẽ có cơ hội nhóm lửa trong rừng cao hơn nha. Giờ thì sang sẽ dùng con dao nhỏ này để mà chẻ cái thanh tre này ra thành những cái lạt để mình có thể tạo ra lửa cho mọi người. Giờ thì sang sẽ chẻ ra cho mọi người. Sang vừa mới chẻ ra được một cái thanh tre nhỏ như thế này nha mọi người. Bây giờ tiếp theo là sang phải dùng cái dao này để lòi bỏ cái phần phía ngoài của cái cây tre nha. Mình chỉ lấy cái phần phía trong của nó thôi. Đây, sẽ lấy cái phần phía trong này của nó nha mọi người. Tiếp theo ở đây là sang có một cái thanh tre nhỏ như thế này. Cái này là phải khô nha. Cái kia thì mình cho nó ẩm ẩm một chút cũng được. Nhưng mà riêng cái này là phải khô. Để khoét cho nó một cái lỗ ngay chỗ này nha mọi người. Hey, mọi người, sang vừa mới khoét cho nó một cái lỗ đây nè, thì nó xuyên qua bên đây nha. Giờ tiếp theo á là sang sẽ dùng cái que này để mà ma sát ở chỗ này nha, ở chỗ cái điểm mình vừa mới khoét lỗ á, mình sẽ kéo lên kéo xuống như thế này nè. Rồi thì mình sẽ bắt tay vào cái việc tạo lửa nha. Đây là cái tổ chim nè, tôi sẽ chia nó ra thành hai phần nha. Đấy, một phần thì sẽ để lên trên, một phần sẽ để lên trên phía trên đây nha, còn một phần á thì sang sẽ cho nó xuống dưới nha mọi người. Sang sẽ bắt đầu kéo để tạo ra lửa nha. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Sang sẽ kéo cái dây này qua lại như thế này mọi người. Thì cái cây phía dây nó nóng và nó sẽ bốc lửa lên phía trên đây nha. Bây giờ sang sẽ kéo lần đầu tiên nha. Mọi người xem nè. Cái này thì hơi đau tay một chút á.
đạp hai chân luôn nha mọi người, đạp một chân thì khó quá. Đứt dây rồi. Nói chung là nó cũng không phải dễ mọi người. Bây giờ thì mình lại tiếp tục thử lại lần thứ hai nha. Hy vọng lần này sẽ được. Lần này sẽ đạp hai chân luôn chắc ăn. Khá đau tay mọi người. Ra khói rồi mọi người thấy ra khói không? Khi nãy không biết là mọi người thấy nó ra khói hay không ha. Do cái cây này nó mỏng quá, xanh keo nó đứt luôn. Nó ra khói là nó sắp cháy rồi nha mọi người. Vậy là nói chung là cũng không quá khó nha. Giờ sẽ kiếm lại một cái thanh giống như vậy nữa. Kiếm cái thanh nào dày hơn một chút. Để lần này là chắc ăn là sẽ cháy. Sang vừa mới kiếm được ở đây một cây mới đó nha mọi người. Khoét một cái lỗ ở đây, xuyên từ dưới lên trên nha. Giờ mình lại tiếp tục thí nghiệm lần thứ ba nha mọi người. Cây này thì chắc nó dày hơn, nên hy vọng là lần này sẽ được. Chứ mỗi lần kéo như vậy thì nó mất sức lắm, rất là mệt luôn. Bây giờ mình tiếp tục kéo lần thứ ba nha mọi người. Ra khói mọi người. Nó sắp cháy mọi người. Này. Nó bùng lên một xíu xong nó cháy xong rồi nó lại tắt đi nha. Ôi đây đây đây, đây còn một mảnh khói này. Đây, mọi người thấy không? Ở đây vẫn còn một mảnh khói nhỏ này. Có khả năng cháy nha mọi người, có khả năng cháy. Nhưng mà cái tổ chim này có lẽ là ít quá không đủ. Giờ Sang phải đi kiếm thêm một ít lá cây hoặc là tổ chim mới đó nha. Ở đây thì Sang vừa mới vót được một ít bổi tre này. Cái này thì nó khó cháy hơn tổ chim. Nhưng mà cái này thì nếu mà có than dính vào đây thì nó sẽ giữ được than á. Còn này là cái cây tre Sang vuốt thành bông hoa như thế này nha. Để mà hồi nó cháy mình đặt vô là nó cháy liền luôn. Rồi. Giờ thì sẽ cho bổi tre vào phía trong cái chỗ kéo của mình nha. Hy vọng lần này sẽ được nha mọi người. Cháy đi. Ừ.
Mọi người xem này, nó bén lửa tới cỡ này nó còn không chịu cháy nha. À, làm lửa bằng tay kiểu này mọi người, nói chung là mệt thật luôn á. Mọi người xem tay của Sang này, đây bị đứt này, bị đứt này, bị đứt này, bị đứt nữa này, đứt nát hai bàn tay luôn nha. Nói chung là mỗi bàn tay đứt khoảng tầm 10 vết á, mà còn chưa làm nó cho lửa cháy lên được nữa. Lửa đã bén lên rồi, có than rồi, nhưng mà tới lúc cái khâu quan trọng nhất là thổi cho nó bùng lửa lên thì nó lại không cháy. Nhưng mà Sang phải cố gắng thôi, không bỏ cuộc được nha mọi người. Nếu như mà bây giờ Sang bỏ cuộc thì cái giới hạn của bản thân mình chỉ tới được có nửa ngày thôi. Sang phải cố gắng nhúm lửa cho nó cháy lửa lên thì mình mai ra tối nay mới có thể là ngủ lại trong rừng được nha. Còn nếu như không có lửa thì tối nay sẽ lạnh, rất rất là lạnh luôn. À, không bỏ cuộc nha mọi người, bây giờ mình lại tiếp tục kéo thêm một lần nữa nha. Lần này Sang sẽ cố gắng kéo hết sức một lần này luôn. Cháy đi, cháy đi. Nó có than rồi nha mọi người. Oh yeah. Cháy rồi mọi người ơi. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Giờ mình tiếp tục sẽ đặt những cái thanh tre mình đã chẻ sẵn này vào phía trong đây. Yeah, thành công rồi nha mọi người. Cuối cùng thì Sang cũng đã làm cho lửa nó cháy lên rồi. Giờ điều quan trọng là Sang phải duy trì cho cái lửa này cháy hẳn lên nha. Nếu không hồi nó tắt là phải cố gắng phải làm lại từ đầu, rất là cực luôn. Ủa, sắp tắt rồi. Đấy, đặt những thanh tre này lên. À, lửa cũng đã cháy rồi nha mọi người. Công sức mình bỏ ra thì được đền đáp một cách xứng đáng nha. Mặc dù mọi người xem này, khói nó vào mắt Sang chảy hết cả nước mắt luôn, nhưng mà cháy được lên như thế này á thì còn gì vui hơn nữa phải không mọi người. Hết cả sức luôn mới cháy á. À, giờ thì Sang có lẽ là sẽ dọn dẹp chỗ này, kẻo nó cháy lan mọi người. À, bây giờ thì Sang phải dọn dẹp hết những cái lá phía ngoài nha. Tại vì mùa này ở trong rừng nó rất là hanh khô, kẻo một phát là cháy lan á, cháy rừng á. Nên phải dọn dẹp sạch sẽ những cái lá ngoài đây. À, Sang vừa mới dùng mấy tảng đá đây mọi người, xếp xung quanh cái bếp lửa của mình nha. Với lại là quét dọn hết phần lá tre ra xa cái phần bếp lửa. Đầu tiên á là lửa mình đã đốt cháy rồi, nhưng mà mình phải cố gắng làm sao giữ cái phần than nó nằm ở phía trong cái bếp lửa của mình. Và lại thứ hai á, mùa này trong rừng rất dễ cháy rừng tại vì nó quá khô mọi người.
Nên khi đốt lửa cháy rồi á, thì mình phải cố gắng làm sao đừng cho phần than rớt ra ngoài nha. Nên sang tấn đá đây này, để mà có tác dụng là khi mà gió nó thổi tới thì nó sẽ ngăn cái phần gió thổi cái phần than mình đi. Cái cách này sẽ giúp cho cái bếp lửa của mình nó không bị cháy lan ra ngoài nha. Giờ có lẽ là Sang sẽ tiếp tục dùng cái dao này đi cái khoảng rừng tre này kiếm thêm một ít nước nha mọi người. Tại vì khi sáng á, Sang với mọi người mình chặt được một ít nước rồi, nhưng không có nhiều quá, Sang uống hết rồi. Rồi thì cũng khát nước, và lại thứ hai là Sang cũng cần một ít nước để mà nấu sôi lên mình luộc trứng á. Nên giờ thì Sang sẽ tiếp tục đi kiếm một ít nước ở chỗ cái rừng tre mọi người. Sang hỏi mọi người nha, nếu như mà mọi người đi vào trong rừng một mình, mọi người sợ nhất cái khoảng thời gian nào trong một ngày ha? Còn riêng với bản thân Sang á, trước giờ thì Sang đi rừng cũng rất là nhiều rồi, Sang ngủ trong rừng cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà Sang vẫn sợ nhất cái khoảng thời gian vào lúc chập tối như thế này này. Lúc mà mặt trời vừa mới lặn xuống á, mình vẫn còn nhìn thấy được đường. Ở trong điện thoại thì quay chắc là không thấy rồi, nhưng mà ở ngoài mắt á, Sang vẫn còn nhìn thấy được những cái cây tre từ xa xa kia. Nhưng mà cái tầm nhìn nó không được rõ lắm mọi người. Cái lúc này á, là cái lúc sợ nhất của một ngày đi rừng nha. Tại vì cái lúc buổi chập tối này, những cái con cắc kè, những con chim, cú mèo nó kêu ở những cái cây to á mọi người. Nó vang vọng hết cả cái khu rừng luôn. Mà còn đi rừng một mình nữa thì hơi sợ một chút. Nãy giờ thì Sang cũng vừa mới đi chặt lấy được bữa đây một ít nước từ ống tre mọi người. Đây được hai ống này. Một ống thì Sang định là sẽ dùng để luộc trứng. Còn một ống Sang định là sẽ đun sôi để tối nay thì mình sẽ có nước để nước sôi để uống nha mọi người. Chứ uống nước ống tre này mà mình không đun sôi đôi khi thì nó cũng không tốt đâu. Giờ thì Sang sẽ đặt một ống lên để đun sôi nha. Lấy một ít nước sôi để uống cho nó thoải mái ra. Đấy, gác lên trên đây. Ống đầu tiên. Còn mé bên đây là mấy cái trứng này. Ở đây thì Sang có 7 trứng, với lại Sang chặt được mấy cái đọt mây. Giờ tối nay thì Sang định là sẽ trứng luộc và đọt mây nướng nha. Do không có suối mọi người nên lấy nước nó cũng khó, nên cái phần nước luộc trứng thì cũng tiết kiệm một chút. Giờ thì Sang sẽ cho trứng vào phía trong cái ống đi luộc nha mọi người. Thì Sang có 7 quả trứng, nhưng mà Sang sẽ luộc 6 quả thôi. Còn một quả thì Sang sẽ chừa lại, mới cho trứng vào ống tre nha mọi người, để mà luộc trứng cho ống tre. Còn phía bên đây thì Sang sẽ chừa lại một quả trứng, đến khi nào thật sự đói thì Sang mới lấy quả trứng này để ăn nha mọi người. Thật sự đói thì Sang mới ăn nha, còn không thì Sang cũng sẽ không ăn tới quả trứng này. Bên đây là có mấy cái đọt mây. Tối nay thì Sang sẽ nướng nướng 5 đọt mây nha mọi người. Nướng 5 đọt, còn bên đây là 4 đọt thì Sang sẽ chừa lại nha. Ngày mai Sang sẽ chặt tiếp. Đấy, Sang sẽ bỏ này qua bên đây. Có thể là sáng mai Sang ăn. Giờ thì buổi tối ngày hôm nay ở trong rừng với Sang thì như vậy nha. Có nước sôi, có trứng luộc và đọt mây. Chiều thì Sang có ăn mấy quả chuối rồi nên cũng không có đói lắm mọi người. Đây mọi người nghe buổi tối phía trong rừng này. Mọi người nghe tiếng được cái tiếng của chim đại bàng nó kêu không? Trong thời gian chờ đợi cho trứng nó chín với lại nước nó sôi mọi người, Sang đi chặt được ở đây một ít lá cây trải ngang chỗ này nè, để tối nay thì Sang sẽ nằm trên lá cây này để ngủ luôn nha, không cần phải làm cái trò kiên cố, tại vì Sang chỉ ngủ lại một đêm xong sáng hôm sau Sang lại di chuyển đi á, nên cứ ngủ thẳng như thế này thôi. Còn phía bên đây đọt mây nướng thì cũng sắp chín rồi. Cái ống nước này giờ sẽ nấu mọi người, nó cũng đã sôi này,
cái nước ống tre thì nó có màu đục, nhưng mà mình đổ vào ống tre mình nấu một chút á, cái phần đục nó lắng xuống mọi người, nó thành cái nước trong trong này. À, đi rừng nguyên một ngày dài mà có một cái ly nước nóng uống á, thì còn gì bằng, đúng không? Bây giờ thì Sang rót một ít nước từ ống tre này ra để mà uống nha. Bên này là cái ống trứng này, nóng lắm rồi, trứng chắc cũng sắp chín rồi mọi người. À, đây, Sang mời mọi người uống với Sang một ly nước ấm nha. Mọi người thấy nó bốc khói không? Đi rừng còn gì bằng nếu mà uống nước này ha. Mời mọi người nha. À, ở đây mọi người nghe được tiếng của ống nước nó sôi không? Cái ống này thì nó cũng đã sôi rồi nha, nên giờ Sang sẽ nhắc ra, không hồi nó bốc hơi hết luôn mọi người. Để nhắc được ống nước thì lấy cái dao nha. Như thế này. Rồi, cho nó qua một bên đây đi. Kéo đổ hết là tối nay không có gì uống nè. Rồi, sẽ đặt cái ống nước này ngay ra bên đây. Trứng thì nãy giờ cũng đang sôi phía dưới mọi người. Đọt mây thì nãy giờ sẽ nướng cũng đã chín rồi nha. À, cái trứng nó chưa chín mọi người, nhưng mà đọt mây chín rồi. Nên thôi giờ mà mọi người ăn cùng với Sang cái phần đọt mây trước nha. Cái đọt mây này thì mọi người xem phía trong của nó đi. Mình lột ra thì nó rất là mềm luôn. Nó giống như là cái củ hủ dừa của mình đó mọi người. Ăn thì nó sẽ có phần chất xơ, giúp cho mình qua cơn đói rất là tốt luôn. Nhưng mà bù lại thì ăn cái này nhiều á, mà mình không có tinh bột á, thì mình sẽ bị đau dạ dày mọi người. Mà đi rừng đói như thế này thì đa dạ dày mà có cái này ăn cũng đỡ rồi. Mời mọi người nha. Cái này ăn sẽ hơi đắng, nhưng mà ăn quen thì sẽ cảm thấy ngon mọi người. Mọi người thấy không? Nè, nó mềm mà, nó đâu có cứng đâu. Nhưng mà ăn nhiều quá sẽ bị cào ruột. Nên bây giờ ở đây Sang có 5 đọt, thì Sang sẽ ăn khoảng tầm 2 đọt thôi nha. Khi nào đói quá sẽ ăn tiếp 3 đọt còn lại. Đừng cố gắng ăn nhiều quá một lần. Ăn như vậy sẽ không có tốt đâu. Mọi người thấy nó mềm không? Đó. Đây là bữa ăn đầu tiên của Sang đi rừng nha. Khúc này chưa chín, đúng không ạ? Cái trứng này giờ Sang luộc mọi người. Thì chắc cũng đã chín rồi. Giờ thì Sang sẽ lấy thử một trứng ra ăn nha. Do cái phần ống tre này nó cũng hơi khó lấy. Đây này. Đây là một cái phần trứng mà Sang luộc mọi người. Giờ mình bóc ra. Rồi thì cái ăn trứng nào thì lấy ra bóc trứng đó mọi người. Ủa con chim gì nó kêu ghê thiệt. Nóng quá. À, cái trứng thì Sang vừa mới lột ra nha mọi người. Thôi giờ thì mời mọi người ăn cùng với Sang nha. Ăn cái trứng này vào á, thấy cảm giác con người nó khỏe ra hẳn mọi người. Cái trứng này thì nó sắp bị ung rồi, nên nó hơi có mùi một chút. Bây giờ thì Sang sẽ ăn, ở đây có 7 trứng. Sang chắc khoảng 3 trứng thôi mọi người.
Còn buổi tối nếu mà đói quá thì Sang ăn tiếp 3 trứng nữa. Sang sẽ chừa 1 trứng cho buổi sáng nha. Sang ăn 3 cái trứng với lại 5 cái đọt mây thì cũng tạm qua cơn đói rồi mọi người. Nhưng bây giờ thì Sang sẽ đặt cái củi lên bếp lửa nha. Và mình sẽ đi ngủ mọi người. Đi ngủ là cách qua thời gian nhanh nhất để trong cái chuyến sinh tồn mình nó dài hơn. Đi rừng này, đi sinh tồn này á, nói chung là ăn uống á, để cầm hơi thôi. Chứ mà no căng bụng thì không có đâu mọi người. Bây giờ thì mình sẽ nằm lên đây, gối đầu lên đây, xong cho cái chân dài xuống kia để ngủ dọc theo cái này nha. Tối nay thì có bếp lửa thì nhưng sẽ nghĩ cũng không lạnh lắm đâu. Bây giờ thì mà mọi người đi ngủ cùng với Sang nha. Mình sẽ nằm lên trên lá cây để ngủ cho qua đêm nay. Kế bên thì có đống lửa ngay chỗ này rồi. Sáng cứ đốt lửa riu riu như thế này mọi người. Thì tối nay chắc không sợ lạnh đâu. Có lửa thì cũng không có muỗi, cũng không có gì tới đâu mọi người, nên cũng không có sợ. Mùa này thì mùa khô rồi, không có rắn rít gì đâu mọi người. Giờ Sang sẽ nằm xuống đây ngủ. Kế hoạch của ngày mai á, thì Sang dự định nếu mà sáng mai Sang sẽ dậy ăn một ít trứng, xong rồi mình sẽ đi dọc kiếm một con suối nha mọi người. Điều đầu tiên là Sang phải kiếm một con suối để có thể là kiếm cá hoặc là kiếm đồ ăn gì đó. Hoặc là thứ hai, phương án thứ hai là Sang sẽ đi đào một cái củ chụp ở trong rừng, củ mài phía trong rừng mọi người, để kiếm phần tinh bột. Thì nếu mà có phần tinh bột á, thì mình mới duy trì được cái chuyến sinh tồn nó dài nha. Còn nếu như mà không ăn tinh bột á, mà chỉ ăn cái đọt mây như thế này á, thì theo như Sang nghĩ là không quá một ngày nữa là Sang sẽ bỏ cuộc đó mọi người. Đầu tiên là mình phải kiếm ra được cái phần tinh bột nha. Bây giờ mình đi ngủ. Đi vào rừng nằm lá cây, ngủ trên cái ba lô như thế này là quá tốt mọi người. Kế bên thì có đống lửa ấm nữa, thì có gì phải sợ đúng không? Thôi, giờ ngủ. Hết một ngày đầu tiên nha. Trời sáng rồi nha mọi người. Tối qua thì Sang nằm ngay chỗ lá cây này ngủ đây, cạnh bên bếp lửa. Thì cũng không quá lạnh nha, tại vì Sang cũng có một cái áo tay dài ở kia. Vậy là Sang với mọi người mình đã vượt qua được một ngày ở trong rừng rồi, một ngày một đêm ở trong rừng rồi. Cũng hoàn thành được 24 giờ rồi mọi người. Sau 24 giờ đó thì cảm giác của Sang hiện tại bây giờ là cũng rất là mệt. Tại vì sinh tồn này trong rừng á, mình phải đi kiếm đồ ăn. Đồ ăn thì cũng không có đầy đủ đi kia, nên nó mất sức nhiều lắm mọi người. Nhưng mà Sang ngày hôm nay sẽ cố gắng là ở thêm lâu nhất có thể nha. Dự định của sáng ngày hôm nay là Sang nướng lại đây mấy cái đọt mây. Tối qua mình chưa ăn hết này. Để sáng nay Sang sáng luộc lại ống trứng, nấu lại ống nước. Nước thì cũng chuẩn bị sôi rồi. Để rồi mình sẽ khởi hành đi sớm nha. Tranh thủ để mà kiếm được cái gì đó cho ngày hôm nay. Sáng hôm nay Sang đang ngủ ở đây mọi người. Thì có mấy con khỉ nó chạy tới đây, nó nằm, nó giỡn ở trên cái cây này mọi người. Sang lấy điện thoại ra quay á, thì nó thấy nhúc nhích chỗ này nè, sao nó bỏ nó chạy đi nha, không kịp quay cho mọi người xem. Đi những cái khu rừng mà nó xa như vậy á, sáng sớm á thì nghe chỉ nghe được tiếng khỉ nó hú này, chim nó hót này, rất hay mọi người. Giờ thì mình nấu cho xong phần ăn sáng nha, rồi tiếp tục khai hành đi. Trong lúc chờ đợi cho cái đọt mây với lại trứng nó chín lại mọi người, thì Sang định thiết kế ở đây một cái đồ dự lửa. Mọi người xem, đây có một, Sang có một cái tay núm này. Cái núm này khi mà mọi người đi vào trong rừng á, mọi người hái được nó thì mọi người có thể giữ được than rất là lâu nha. Tại vì cái núm này nó không có cháy thành lửa, nhưng mà nó sẽ cháy thành than như thế này này. Cái phần than của nó sẽ rất là lâu tàn mọi người. Nên Sang định là sẽ cho cái phần than núm này vào trong một cái ống tre để mình có thể mang đi nha. Đến cái chỗ nào Sang cần thiết á, thì Sang dừng lại, Sang chỉ cần thổi lên như thế này mọi người, thì nó sẽ cháy lên. Đây mọi người xem phần than của than núm này nha. Cái than núm này á, nó không cháy thành lửa nha mọi người, nó chỉ thành than như thế này thôi. Nên giờ thì Sang sẽ cắt cái phần núm này cho vào trong cái ống tre nha. Đây mọi người, tay núm thì nó sẽ có hai mặt nha. Nó có mặt, một mặt là mặt phía trên
phía trên đây thì nó cứng như gỗ vậy đó, mình không lấy. Mình sẽ lấy mần xốp phía dưới nha mọi người. Mần xốp phía dưới thì nó sẽ như thế này nè. Mày thấy không? Nó chỉ cháy một phần nhỏ thôi mà nó bốc khói hoài luôn nè. Giờ chỉ cần thổi lên nè. Đó, nó sẽ cháy lên như thế này nha. Ta bỏ này ra. Đó, cái núm này nó cứ cháy liên tục hoài thôi. Nên giữ lửa thì tốt lắm nha mọi người. Chỉ lấy phần mặt dưới thôi, còn mà phần mặt trên như thế này thì phần mặt trên này thì mình không lấy nha, tại vì phần mặt trên nó cháy rất là nhanh, còn mặt dưới thì nó sẽ không cháy. Giờ tiếp theo là sẽ đốt một ít nha. Tách nhỏ ra cho nó vừa. Đốt một miếng này thôi. Sẽ đốt một hai miếng. Cái núm thì cũng đã cháy có than rồi nha mọi người xem cái phần than núm này. Nó sẽ ngúng như thế này nha. Tiếp theo là sẽ cho nó vào trong ống tre. Đó, cho sâu nhất có thể như thế này nha. Nó cứ ngúng khói thôi. Nó không tắt đâu. Nóng quá. Mười đã sang xíu nè. Nóng quá. Đây là một cái ống giữ lửa của Sang sau khi hoàn thành nha mọi người. Mọi người xem cái phần khói phía trong này. Nó vẫn bốc lên nha, nhưng mà nó không thành lửa. Nhưng mà phần khói núm này, phần than núm này nó giữ rất là lâu. Chỉ cần mình bây giờ sẽ thổi lên như thế này nè. Mọi người thấy nó đỏ lên không? Đấy. Chỉ cần mình thổi lên thì nó sẽ đỏ lên và nó bốc khói lên nha. Giờ tiếp theo Sang phải dùng lá cây để bịt một ít cái phần miệng, cái phần này lại, để không là đổ phần than ra ngoài gây cháy rừng đó mọi người. Là cái ống dự lửa của Sang sau khi hoàn chỉnh này. Mọi người xem cái phần khói này, nó vẫn còn bốc lên phía trên nha. Nhưng cái phần khói nó bốc ra rất là ít luôn. Có nghĩa là cái phần than ở phía trong cái ống này nó ngúng thôi, nó không cháy được nha mọi người. Nên cái phần than sẽ giữ được rất là lâu. Mọi người thấy phần khói bốc lên không? Đấy. Đó, cái khói bốc lên nha. Nó bốc rất là ít luôn. Giờ khi mà mình Sang muốn nhóm lửa, Sang chỉ cần mở ra thổi lại là nó sẽ cháy lại nha. Vậy là xong cái ống dự lửa của mình. Còn cái phần ống tre này nó chỉ nóng thôi, nó không có cháy ra được cái phần ống tre đâu. Thôi vậy là xong nha. Sang cũng vừa mới ăn sáng xong, mang hết đồ đạc vào trong ba lô. Giờ thì mình lại tiếp tục khởi hành đi nha mọi người. Sáng nay thì ăn được một vài quả trứng á, cảm giác là nó cũng khỏe hẳn ra mọi người, với ăn được một ít đột mây. Còn đây là còn một ít nước ống tre này. Giờ thì Sang sẽ dùng cái nước này để mà tắt lửa luôn nha. Nóng lắm mọi người, cả cái ống tre này cũng nóng. Đi rừng này khi mà mình nhóm lửa xong á, mình nhớ tắt nha mọi người. Sang cũng có than gì để giữ lửa rồi, nên Sang cũng không cần cái phần lửa này nữa. Còn đây là cái núm này, mọi người thấy núm, cái núm không? Khi mà mình đốt là nó cứ nung ngúng vậy hoài này, nó không cháy. Mà khi mình quạt nha, đó thì nó sẽ có than lên nha. Cái này thì mọi người làm ống giữ lửa cũng được. Nếu mà không, mọi người không làm được ống giữ lửa thì mọi người cứ đốt cái tay núm như thế này, mọi người cầm tay núm theo cũng được nha. Tại vì cái tay núm này khi mà mình cầm theo như vậy nè, nó không bị rơi than ra ngoài, nó sẽ không bị gây cháy lan đâu mọi người. Mà cái phần lửa của nó giữ rất là tốt luôn. Đó, mình cứ khi nào mình cần mình chỉ như vậy thôi. Đó, là nó cháy lên nè. Rất là hay luôn. Đó là một cái công dụng của những cái núm nha. Nhưng mà không phải núm nào cũng được nha mọi người. Chỉ có núm dầu thôi. Cái núm này người ta gọi là núm dầu á. Núm dầu thì mới giữ lửa tốt á. Bây giờ sẽ tắt lửa rồi tiếp tục đi ạ. Lửa thì Sang cũng vừa mới tắt xong mọi người. Mặt trời thì cũng mọc lên phía trên đây rồi. Nên giờ thì Sang với mọi người tiếp tục khởi hành đi nha. Nhiệm vụ của Sang ngày hôm nay là sẽ cố gắng là kiếm ra một con suối. Để có thể là dừng lại đó lấy nước, ăn uống và tắm rửa này kia. Với thứ hai là hôm nay Sang sẽ đi kiếm cái củ mài nha, củ chụp á. Cố gắng là kiếm được một củ để mà có bổ sung phần tinh bột cho cái chuyến sinh tồn lần này nha. Nếu mà không có tinh bột giống như là cơm gạo này kia thì theo như Sang nghĩ là sẽ khó duy trì được cái chuyến sinh tồn này cho nó lâu á. Nên Sang phải kiếm ra cái củ mài này để mà ăn nha mọi người. Mà không biết là có đào được hay không, do cái mùa này là mùa khô á. Nên cái đất nó cũng cứng, cái phần củ mài này nó cũng sẽ rất là khó đào. Nhưng mà sẽ cố gắng là kiếm một củ nha mọi người. Bây giờ thì tiếp tục khởi hành đi thôi. Mình sẽ đi theo hướng này nha. Cái chỗ này thì nó thoáng á, mình sẽ đi theo hướng này. Còn những cái chỗ rậm rạp như bên kia thì thôi không đi đâu. Sang đi tới đây á, Sang cho mọi người xem cái này nè.
Mọi người biết lý do tại sao cái cây đây nó bị lột mất một cái mảnh vỏ rất là to từ trên xuống dưới luôn, mà cái phần ngọn cây đó không có ở phía dưới gốc, mọi người không có cái phần ngọn cây phía dưới đó gốc. Cái này á, lý do là bị cái con voi đó mọi người, cái này là bị con voi nó ăn này, nó xé cái phần vỏ cây từ phía trên kia đấy, nó xé cái phần vỏ cây từ phía trên kia, nó xé xuống đây này, nó ăn hết lần cái phần dây cây này. Mọi người thấy nó nhai không? Nó cạp từ ngọn kia nha, nó lột từ ngọn kia, nó lột xuống đây luôn nè. Cái dấu này còn khá mới á, chứng tỏ là con voi nó vẫn còn xung quanh đây mọi người. Nên sang bây giờ nếu mà di chuyển á, thì phải cẩn thận một chút nha. Chứ không đụng mặt nó thì cũng rất nguy hiểm, tại vì voi rừng ở chỗ sang á, nó cực kỳ hung dữ luôn. Giờ mọi người thì Sang đang chui trong những cái đám lùm kiểu này này, để mà Sang đang đi kiếm cái dây củ mài nha. Cái mùa này là mùa khô rồi, nên kiếm được cái dây củ mài này á thì nó cũng khó hơn là mùa mưa. Tại vì cái mùa khô này á, cái dây này nó cũng bị héo đi á mọi người, xong là nó bị rụi đi á, nó cũng không còn cái dây lên, nên mình khó kiếm cái gốc đó mọi người. Nên giờ thì Sang đang kiếm theo một cách khác nha. Là Sang đang đi theo đây. Mọi người có thể thấy là ở đây có một cái lõm đó. Cái này á, lúc trước đã từng có một cái dây củ mài ở đây, xong rồi có con heo á, nó ủi, nó ăn cái phần củ mài. Có một số bị củ á, bị con heo nó ăn xong á, thì nó mọc ngược lên lại. Còn một số thì nó không mọc, như củ này nó không mọc này, rồi nó chết đi. Nên giờ thì sẽ kiếm những cái dây mà nó mọc lên lại từ cái chỗ heo ăn nha. Cái cách đó là cái cách mà mình kiếm cái củ mài nhanh nhất các bạn. Cứ đi theo dấu con heo nó ăn là mình sẽ kiếm được cái củ này. Còn không thì cũng khó kiếm á. Sang đã tìm được cái dây củ mài rồi nha. Mọi người nhìn cái dây này á, chắc là mọi người cũng không có biết là ở phía dưới nó có củ đúng không? Tại vì cái mùa này là mùa khô á, nên cái dây nó cũng sẽ bị héo đi, nó sẽ bị rụng hết lá đi, nó còn cái phần thân khô như thế này mọi người. Nhưng mà phía dưới của cái dây này nó sẽ vẫn còn củ nha. Ở đây là có cái lỗ con heo nó ăn nè. Đó, mọi người thấy con heo nó ăn nó đào xuống không? Con này con heo rừng nha mọi người. Ở đây thì một dây nè. Không biết là có củ hay không, giờ Sang sẽ kiểm tra xem là cái dây này nó cái củ nó còn tươi hay không nha. Nếu mà củ tươi thì mình đào, cũng nếu mà củ không tươi thì thôi mình kiếm dây khác. Đầu củ nó nè. À, đây mọi người ơi, nãy giờ Sang đào thì đã tới manh mối của cái củ mài này nha. Đây là phần củ mài này, mọi người thấy không? Ừ. Ở phía trên cái dây của nó, mặc dù là nó bị khô, bị chết đi, nhưng mà phần phía dưới củ của nó vẫn còn tươi này. Đấy, phần củ phía dưới nó vẫn còn tươi, vẫn còn sống nha. Bây giờ thì Sang quyết định là sẽ đào cái củ này. Nhưng mà đào bằng cái dao nhỏ như thế này của Sang thì có đào tới Tết năm sau thì cũng chưa có ăn đâu mọi người. Nên giờ thì Sang phải thiết kế một cái đồ dụng cụ đào củ mài nha. Cái củ này thì con heo nó ăn hơi sâu á mọi người. Sang phải đào gần cả 40cm thì mới tới cái phần củ nhỏ nó thôi. Càng đào xuống thì càng sâu. Hy vọng là Sang sẽ đào được cái củ này. Để đào được cái củ chụp này á, thì Sang với mọi người mình cần có một cái dụng cụ để đào nha. Chứ mà đào bằng dao nhỏ thế này á, thì không biết bao giờ mới đào được cho mọi người. Tay của Sang mọi người xem này, đói đến mức mà bây giờ cầm cái dao cũng run rồi. Nên Sang phải tranh thủ đào cái củ chụp này trước khi mình quá đói. Nếu mà quá đói là mất sức luôn mọi người. Giờ thì để đào được cái củ chụp này, Sang có chặt được ở đây hai cái ống tre. Và mình sẽ thiết kế một cái đồ chụp nha mọi người. Đây là cái ống tre mà Sang sẽ làm cái đồ chụp này. Nha. Nó gồm có... Sang chặt như thế này nha mọi người. Nó sẽ có hai mắt. Hai mắt như thế này nha. Còn cái đầu phía trên đây á, thì Sang sẽ chẻ ra. Chẻ cái này ra thành 5 phần bằng nhau nha mọi người. 5 que bằng nhau. Xích ra đây cho mọi người dễ thấy. Sang sẽ bắt đầu là chẻ cái này ra thành 5 que nha.
Đây là cái dao nhỏ nên cũng rất là khó chẻ luôn. À, ở đây mọi người, Sang vừa mới chia cái ống tre ra thành 6 que nha. Sang định là chia 5 que, nhưng mà cái ống tre này to quá nên mình chia thành 6 que cũng được. Giờ tiếp theo là Sang sẽ vuốt cho những cái que này nó thưa ra một chút. Sang vừa mới chia cái ống tre này ra thành 6 cái phần thanh như thế này nha mọi người. Tiếp theo thì ở đây Sang có những cái que này. Sang cho những cái que này vào phía trong để cho cái phần thanh này nó tủa ra nha. Nó sẽ tủa ra như vậy mọi người. Giờ tiếp theo là Sang sẽ dùng cái dao nhỏ này vuốt nhọn đầu cho cái vuốt nhọn đầu cho những cái thanh này. Phải vuốt cho thật nhọn nha mọi người. Vừa mới vuốt mấy cái thanh tre thành như thế này nha mọi người. Đây là một cái đồ đào cua chụp hoàn chỉnh nha. Cái này thì nó có phần mũi nhọn. Mình sẽ đâm xuống đất như thế này mọi người. Khi mình đâm xuống đất thì cái phần này nó sẽ nở ra. Nó nở ra như vậy nè, nó sẽ kẹt cái phần đất ở phía trong cái ống tre này và mình chỉ cần là rút cái phần đất lên phía trên. Nhưng mà trước khi chụp được á, thì bây giờ Sang phải dùng lửa để mà đốt cho cháy hết cái phần đầu nhọn này để cho nó khô lại nha. Tại vì cái ống tre khi mà nó còn tươi nó rất là mềm, mình không chụp được nha. Nên giờ Sang phải nhúm lửa cho mọi người. Đây là cái ống dừa lửa mà sáng giờ Sang với mọi người làm đấy. Thì mọi người thấy bây giờ nó vẫn còn khói không? Mặc dù phía trong thì mọi người nhìn nè. À, không có một chút nào là than luôn nha. Đó, mọi người thấy phía trong của nó không? Không có than nha. Nên bây giờ thì sẽ thổi lên để xem là nó còn cháy hay không. Mọi người xem này, ở phía trong bắt đầu có than đỏ rồi nha. Giờ thì sẽ thổi cho nó cháy hẳn lên, xong rồi mình sẽ nhúm một đống lửa để mà hơ cái đầu cua chụp này nha mọi người. Đây được đống lửa nha mọi người. Bây giờ thì sang với mọi người mình sẽ bắt đầu là hơ cái đầu đào cua chụp nha. Cái này mình phải đốt làm sao cho cái phần mũi nhọn của nó khô hết cái phần nước đi thì cái phần tre nó mới cứng được và mình có thể là chụp nó không bị gãy nha. Còn nếu mà nó còn nước nó không khô mọi người chụp một xíu thì nó sẽ gãy, mình phải làm lại từ đầu rất mất thời gian. Với lại cái đồ làm cua chụp này thì mình sẽ sử dụng được nhiều lần á, nên hôm nay Sang sử dụng cái đồ này sẽ cất lại, ngày mai nếu mà có ăn nữa thì Sang sẽ đào tiếp nha mọi người. Thì Sang cũng đã làm xong nha mọi người. Bây giờ thì Sang với mọi người sẽ bắt tay vào đào cái phần cua chụp này để mà kiếm đồ ăn nha. Sẽ chụp nha mọi người. Chụp thì sẽ chụp như thế này. Đây mọi người thấy là đất nó dính vô phía trong cái đồ chụp của Sang không? Đây là một cái cách đào cua chụp đứng rất là đơn giản và hiệu quả mọi người. Giờ chỉ cần gõ xuống đất và nó sẽ rớt đất ra thôi. Thôi giờ chụp nha. Đồng hồ đào mọi người, đây là thành quả của Sang thu lại được nha. Ở đây thì Sang đào được một cái lỗ rất là sâu luôn. Mọi người xem cái lỗ này này. Đấy, từ dưới cái đáy lỗ mà lên tới đây theo như Sang nghĩ là khoảng tầm hơn 1 mét nha. Cái phần cũ thì mọi người thấy cái đầu trắng trắng đây không? Đây là phần cũ của nó này. Đồ sâu này thì cũng đã sâu quá rồi mọi người, Sang không thể đào nổi nữa rồi. Nên bây giờ thì Sang có lẽ là sẽ bẻ cái phần cũ này để xem được bao nhiêu cũ nha.
xong rồi mình sẽ chọn một dây khác mình đào tiếp, chứ không đào sâu quá nha. Càng đào sâu thì củ càng to, nhưng mà đào sâu thì rất là mất sức luôn mọi người. Tại mùa này là mùa khô, cái phần đất phía dưới nó rất là cứng, mình chọt nó không có thủng đó mọi người. Nên Sang chỉ đào tới đây thôi. Giờ thì Sang với mọi người mình bẻ nha. Đây, giờ mình nằm xuống này. Mọi người xem cái độ sâu của cái hố này nha. Đấy, sâu lắm. Đây là cái củ nữa này. Hy vọng là củ này to. Mọi người thấy Sang đào không? Chỗ hố này nó chưa đụng tới đáy nữa, nó còn sâu lắm ở dưới đó. Do cái phần đất này cứng quá. Đây mọi người, Sang vừa lấy được một phần củ nha. Đây, được nhiêu đây thôi. Do củ này bị gãy nè, giờ Sang sẽ moi tiếp nha. À, cái hố này được 3 củ nha mọi người. Đây là củ tiếp theo nè. Đất nó cứng quá. Đây là củ thứ hai. Mùa này thì cái củ này nó cũng nhỏ mọi người, nó không to. Hai củ. Đây là củ thứ ba. Được 3 khúc củ nha. Mệt thật. Còn nữa nha mọi người, sẽ cố gắng đào lấy tới phần phía dưới luôn. Chắc thêm được 3 khúc nữa. Sao vừa mới bẻ thêm đây được 2 khúc đó mọi người. Khúc ngắn thôi. Và khúc càng đào sâu á, cái củ này càng đào sâu thì nó càng to nha. Nhưng mà hôm nay thì sao mệt quá rồi, sao không có sức đào sâu nữa. Nên chỉ đào được bao nhiêu đây thôi. Được 7 khúc nha. Có cái khúc này là to nhất rồi mọi người. Nhiều đây thì cũng đã đủ một cử ăn rồi. Bằng 7 củ mì á. Cũng nhiều. Nhưng mà chưa đủ ăn cho mấy ngày tới đâu. Nên Sang sẽ cố gắng đi đào tiếp nữa. Cái củ này á thì nó giống như là củ khoai mì vậy mọi người. Ăn của nó thì sẽ bổ sung tinh bột rất là tốt nha. Thường thì ngày xưa những người lớn người ta đi rừng á, nếu mà không còn gạo để ăn thì người ta đào củ mài này người ta ăn. Có thể là người ta sống trong rừng gần một tháng á vẫn không sao hết cả mọi người. Nên Sang hy vọng là Sang đào được ít củ này á thì sẽ duy trì được một thời gian tới. Bây giờ thì Sang sẽ đi đào tiếp. Người xem đất cái mùa này này, nó cứng giống như là đá vậy đấy. Nên muốn đào được cái củ này cũng khó. Đây là thành quả của ngày hôm nay Sang đào được nha. Ở đây thì Sang bó thêm một cục như vậy. Như đây chắc được khoảng tầm hơn 2 kg củ mài một chút mọi người. Có mấy cục nhỏ nhỏ Sang cũng bó lại, Sang mang đi luôn. Thường thì nếu mà Sang đi đào bình thường á, nếu mà những cái củ gãy nhỏ nhỏ như thế này thì Sang bỏ để cho nó mọc. Nhưng mà hôm nay thì đi sinh tồn thiếu đồ ăn á, nên Sang lấy hết cho mọi người. Khi nãy thì đào lên nó đói bụng quá, Sang cũng có nướng một ít củ để ăn chống đói buổi trưa rồi. Ăn củ mài này thì chẳng khác gì mình ăn cơm đâu, nên nó cũng không có đói mọi người. Sang bây giờ thì không có đào nữa, do là đào cái này á nó rất là mất sức. Tay của Sang mọi người xem này, phồng hết luôn, lột hết cả da tay này, biết bao nhiêu cái mục lột đây này. Nên Sang cũng không có đào được mọi người. Bây giờ thì Sang đang di chuyển đi để đi kiếm một cái suối nha. Kiếm một cái suối để tối nay thì Sang có thể là dừng lại cái suối đó để có nước tắm rửa ăn uống này kia, cũng như là đi sôi theo suối để kiếm ít cá. Nhưng mà đi tới cái đoạn này thì mọi người xem cái khung cảnh ở đây này. Ở trong rừng á hiếm lắm mới có những cái khoảng trống gì nha.
Thường thì rừng rậm á, là nó rậm rạp giống như ở chỗ kia kìa, mình không thấy được mặt trời đâu người. Nhưng mà chỗ này có một cái cây nó ngã đó, nên nó có một cái khoảng trống nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn cái cảnh khoảng trống như thế này á, thì lại nhớ nhà mọi người. Nên dừng cái đoạn này một xíu để mà nhìn bầu trời. Nhìn nãy giờ cũng đã rồi, nên thôi giờ sang lại tiếp tục khởi hành đi. Giờ mình sẽ cố gắng kiếm được một cái suối để cho tối ngày hôm nay có nước để ăn uống nha. Chứ nước uống nước ống tre hoài thì không có đủ đã khác đâu mọi người. Rắn mọi người ơi. Rắn mọi người ơi. Sang đi tới cái đoạn suối đây mọi người. Nãy giờ thì sang đi tới kia, thì sang xuống từ dưới suối tới cái chỗ này có một cái vũng nước á. Sang phát hiện là có một con rắn nó bò từ dưới kia mọi người. Sang dí theo tới đoạn này nha. Ôi đó, cũng mài rồi. Có đồ ăn mọi người ơi. Đây, một con rắn nhỏ. Còn đây là cái củ mài nè, bị rớt ra. Sang đi tới đoạn này á, thì tới suối rồi nha mọi người. Nhưng mà con suối này mọi người xem nè, nó không có to, nó có một chút xíu nước ở đây thôi. Nhưng may mắn là vừa tới đây là thấy con rắn rồi. Rớt cái củ mài ra rồi. Đây, mọi người xem con rắn này. Con rắn cũng nhỏ thôi. Nói chung là cái con này ăn nhiều xương nhưng mà vẫn có thịt ăn là may mắn rồi. Hôm nay nói chung là một ngày cũng may mắn với Sang. Vừa mới đào củ mài, định đi kiếm suối thì kiếm ra một cái hố nước nhỏ. Cái suối này thì cạn hết rồi, nó chỉ còn mỗi cái hố nước nhỏ đây thôi. Vừa có củ mài ăn mà vừa bắt được một con rắn nhỏ với lại một cái hố nước nhỏ đó. Mà hố nước này thì mọi người xem này, nó đục nó vô quá, do cái phần lá cây nó rớt xuống nhiều quá. Có thể là Sang đi dọc theo con suối này xem có cái hố nước này to hay không, rồi mình dừng lại nha. Giờ gom cái củ mài với lại con rắn này lại đó. Sang dí theo con rắn đó mọi người, làm cho cái củ mài nó bị rớt xuống này, nó gãy khúc hết luôn nha. Giờ thì cho cái củ mài vào một cái tay núm như thế này nha, để mình đựng đi. Giờ thì Sang với mọi người tiếp tục mình đi nha. Cái hố nước ở đây thì nó nhỏ với lại nó đen quá mọi người, nên cũng không sử dụng cái nước này uống được đâu. Nên mình sẽ đi kiếm một cái hố nước to hơn một chút. Có cá mọi người ơi. Hình như dưới mấy cái hố nước này nó có cá mọi người. Nhưng mà hôm nay Sang có đồ ăn rồi, thôi ngày mai mình sẽ bắt cá sau nha. Wow, mọi người xem cái chỗ suối này nè. Ủa, có rất nhiều cá lắm mọi người ơi. Mọi người thấy nó bơi không? Đây. Nhiều cá lắm mọi người ơi. Vậy là ngày mai Sang không sợ đói rồi mọi người. Ôi, trên đây có hố nước to nè. Ở phía trên đây là bắt đầu có một cái hố nước to mọi người. Ủa, cá nhiều lắm mọi người xem cá này. Cá dưới cái hố này cực kỳ nhiều luôn, mọi người thấy nó bơi không? Thôi có lẽ là Sang sẽ tối nay mình sẽ ngủ lại đây nha mọi người. Rồi sáng mai Sang sẽ tìm cách nào đó bắt mấy con cá dưới cái hố này luôn. Nay thì có một ít đồ ăn với lại một con rắn rồi. Nên cái việc bắt cá thôi để ngày mai nha. Giờ Sang dừng lại cái chỗ này để mà làm một cái chỗ ngủ đây. Với lại thứ hai là sẽ có nước để tắm rửa nha mọi người. Vậy là Sang đã tìm ra được cái nguồn nước rồi nha mọi người. Nhưng mà tối nay thì Sang sẽ không ngủ cạnh kế cái nguồn nước chỗ này. Tại vì mọi người biết sao, cái mùa này ở trong rừng gần như là những con suối nó khô cạn hết luôn. Hiếm lắm mới có những cái hố nước như thế này. Nên những cái con động vật như rắn, rết này kia, những con động vật to heo này kia thì nó cũng đi tìm nguồn nước giống như Sang. Và nó cũng tới đây để nó uống nước mọi người. Nên mọi người thấy là có rất nhiều dấu chân heo ở chỗ này không? Nên nếu mà ngủ ngay cái bờ suối đây á thì nó hết sức nguy hiểm nha. Đầu tiên là Sang ngủ dưới đất nên nằm á, mà tối nay con rắn nó bò vô chung á thì nguy hiểm cực kỳ. Nên có lẽ là Sang sẽ leo lên cái đồi phía bên kia. Mình sẽ cách cái suối này ra khoảng tầm 20 mét mình ngủ bên đó nha. Khi nào mình cần lấy nước, cần lấy đồ ăn á, thì mình mới xuống đây mình lấy nước thôi nha. Chứ không phải là ngủ ngay suối đâu. Ngủ ngay suối như thế này đó còn nguy hiểm hơn nhiều so là mình không thấy được cái suối này á mọi người. Nên thôi giờ Sang sẽ
tiếp tục di chuyển lên kia mọi người. Ở kia thì mọi người nghe tiếng chim hót không? Con chim thì nó cũng về đây nó uống nước đó mọi người. À, có được cái hố nước như thế này thì sẽ đảm bảo với mọi người nha, sinh tồn trong rừng là quá đơn giản cái mùa nắng này. May mắn rồi mọi người, vừa hố nước này vừa có cá nữa. Sáng mai sẽ kiếm cách để mà bắt cá dưới hố này nha. À, giờ sẽ kiếm đường đi đó. Có lẽ leo qua bên đây luôn. À, cái suối thì tận tích ở bụi tre dưới kia mọi người. Còn Sang thì di chuyển lên đây một xíu, tại vì ở đây nó có một cái khoảng đất bằng, phía trên thì không có cây to, nên sẽ quyết định là tối nay sẽ ngủ ngay đây nha. Giờ thì dùng cái dao đây này phát dọn hết chỗ này. Ở bên đây thì nó có một ít cái lá mây nước này, lá mây này sẽ chặt ít lá mây để lót xuống dưới để làm cái nệm để ngủ nha mọi người. Hôm qua thì Sang ngủ bằng cái lá cây như vậy này, thì cái sóng lá cây rất là đau lưng. Nhưng hôm nay gặp cái bụi này thì tối nay có nệm êm đi ngủ rồi. Bây giờ đặt cái điện thoại xuống sẽ phát dọn hết chỗ này nha. Cho nó thoáng một chút. Tại vì gần nước, gần cái suối như thế này thì cái mùa này có một con rắn rất là nguy hiểm. Là con rắn cặp đông cặp ni, hai cái loại đó. Thường thì nó sẽ tập trung về suối. Nên phải hết sức cẩn thận vào cái mùa này. Không phải là đi rừng là cứ nằm đất là nằm đâu nha mọi người. Nên phải phát dọn thật kỹ. Đặt ba lô xuống, giờ phát dọn cho ngủ đi nghỉ ngơi nha. Hồi nãy giờ Sang cũng làm được ở đây một cái bếp lửa, nhúm lại một đống lửa ở đây. Cũng như bên đây thì Sang làm cái chỗ ngủ cho tối nay nha. Tối nay thì Sang sẽ ngủ trên cái lá mây nước chỗ này mọi người. Nhưng mà cái lá này mọi người muốn ngủ được ở trên nó thì mọi người phải đốt nó qua lửa nha. Tại vì phía trên mặt này nó có rất nhiều gai, nên mình đốt nó thì cái phần gai nó cháy đi thì mình ngủ nó sẽ không bị ngứa và không bị đâm nha mọi người. Chỗ ngủ thì cũng đã có rồi, lửa thì cũng đã có rồi. Bây giờ thì Sang sẽ xuống dưới suối tắm rửa này, cũng như là gọt cái phần củ mài cho vào ống tre, sẽ định là làm cái củ mài luộc. Còn con rắn thì sẽ mang đi nướng rồi. Tối nay vậy là mệt rồi. Nếu mà tối nay Sang khỏe hơn một chút, ăn uống xong khỏe hơn một chút thì mình sẽ đi dọc theo suối để đi soi nha. Mọi người thấy nguyên cả ngày hôm nay cái ống mà giữ lửa của Sang á, mọi người thấy hiệu quả không? Mọi người thấy phía trong của nó không? Nó cháy đen thui luôn này đó. Cái này mọi người muốn giữ lửa thì mọi người cứ khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ mọi người tháo cái nắp ra, mọi người thổi nha.
Và lúc nào mọi người cũng nhớ là để một cái lỗ phía trên cho cái phần không khí nó thoát ra nha mọi người. Đừng có bít hết. Mọi người bít hết là nó tắt á. Mọi người để một cái phần không khí cho nó thông khí ra. À, cứ cách khoảng tầm một tiếng đồng hồ mọi người thổi cho nó cháy lại. Xong rồi mọi người đóng lại là được nha. Là giữ nguyên cả ngày là được luôn. Ngày mai sẽ làm lại cái ống này để giữ lửa tiếp. À, giờ thì mình đi xuống suối để mà tắm rửa nha. Suối thì ở dưới đây. Cái chỗ này thì Sang cũng quét dọn sạch sẽ rồi nên nó cũng mới chặt được đây hai ống tre mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu là gọt cái củ mài kia cho vào trong ống tre để mình luộc nha. Củ mài này thì mình có thể nướng được nhưng mà Sang thích ăn luộc hơn, tại vì nếu mà luộc thì nó sẽ có không bị khô mọi người, mình dễ ăn hơn nha. Tại vì thì sinh tồn này mà cái những đồ ăn khô khô mình cũng có ăn. Giờ sẽ gọt để đặt lên phía trên đây. Đây là một cái mui của cái tre mọi người. Thấy cá chưa kêu nhiều lắm. Ngày mai mình sẽ bắt cá nha. Này nè. Nước mùa này ở trong rừng thì nó sẽ có màu đen nha mọi người. Màu đen như thế này nè. Do là lá cây mục nhiều quá. Đây là một củ mài mọi người. Bây giờ muốn ăn được cái củ này thì mình phải gọt bỏ phần vỏ đi nha. Cái phần vỏ của cái củ này ở trong rừng thì nó sẽ hơi ngứa một chút. Nên khi mình gọt đừng cố gắng là đừng có để cho nó chạm vào da của mình nha. Chạm vào bàn tay thì không sao, nhưng chạm vào da thì sẽ rất là ngứa. Nó sẽ cào như thế này nè. Đáng ra phải gọt thật sâu vô thì ăn đỡ ngứa, nhưng mà gọt sâu thì nó hao cái củ á. Ngày mai sẽ không có để ăn. Đào cái củ này thì mùa nắng này nó đào cực quá. Mùa mưa thì đào dễ hơn. Đây là buổi tối ngày hôm nay mọi người. Một ống nước, một ống củ mài. Và bên đây là một con rắn. Con rắn này nhỏ thôi, nhưng mà Sang mần ra mọi người. Thì mọi người thấy không, Sang lần lại thì nó cũng to to ra. Đấy, giờ đặt máy bên đây để nướng. Nướng cho nó khô khô ăn cho nó dễ. Đấy, tất cả những thứ của buổi tối ngày hôm nay cũng đã xong rồi. Giờ lại là sẽ xuống suối tắm rửa ha. Xong rồi quay lên đây, nếu mà cái mấy cái đồ ăn này chín thì mình sẽ ăn thôi. Còn gì bằng một ngày dài có được đồ ăn cho buổi tối. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều rồi nha mọi người. Mặt trời thì bắt đầu là sắp lặn phía bên kia núi rồi. Buổi chiều này ở trong rừng thì mọi người nghe này. Con chim, con cắt kè, con ve, rồi con vượn, con khỉ nó hú rất là nhiều luôn ha. Cái cảm giác của những người đi rừng á, thường là như vậy nè mọi người. Người ta rất thích vào buổi chiều, lúc mà chưa sập tối hẳn á, như thế này này. Thì người ta thường sẽ nhìn kiếm những cái khoảng trống. Người ta nhìn trên khoảng trống như thế này nè, cho đỡ nhớ nhà mọi người. Sang thì thấy khoảng trống này thích lắm. Tại vì hôm nay thì Sang vào trong rừng này tới ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi, cũng nhớ nhà một chút đó mọi người. Nên nãy giờ Sang ngồi đây Sang nhìn. Sang thì cũng vừa mới tắm rửa xong. Bây giờ thì quay vào phía trong trong chỗ ngủ của mình ha. Đây là chỗ ngủ. Sang vừa mới chặt đây được mấy cái ống tre. Để một xíu nữa thì Sang sẽ chẻ ra. Sang định như vậy mọi người. Cái suối dưới kia thì Sang thấy có rất nhiều cá, mà Sang thì không có đồ đựng, nên Sang định là ngày mai nếu mà bắt có cá thì mình sẽ làm một cái đồ đựng. Mình làm cái các bếp mình đựng để mình mang theo. Cá chưa bắt được mà tính tới tối nay đã đang đồ đựng rồi. Nhưng mà thôi, chắc ngày mai Sang sẽ cố gắng bắt được nhiều cá nha. Còn đây là củ mài này, uống nước. Bên kia là rắn nướng. Tối hôm nay vậy là quá tốt mọi người. Trời không mưa, chỗ này thì lại có chỗ ngủ ngon. Và phía bên đây thì có một cái khoảng trống để cho Sang nhìn lên phía trên đây cho đỡ nhớ nhà. Vậy là còn gì bằng nữa đúng không?
Thôi giờ đặt củi vô rồi có lẽ là Sang sẽ tranh thủ chẻ cái ống tre này nha. Leo hoay nãy giờ hơn 2 tiếng đồng hồ mọi người. Cuối cùng thì Sang cũng đã đan xong một cái giỏ sách nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nha. Để ngày mai mình có thể là dùng nó để đựng cá nha mọi người. Thật ra nói với mọi người á, Sang đan cái giỏ này không phải là dùng để đựng cá đâu, mà dùng để giết thời gian đó mọi người. Mọi người biết không, đi vào trong rừng này á, mà đi một mình thì rất là buồn luôn. Nhất là vào buổi tối như thế này này, mà không có gì làm á, nằm một chỗ như thế này thì buồn lắm mọi người. Nên Sang dùng cái thời gian đó để đan cái giỏ này. Đan xong cái giỏ thì cái phần con rắn nướng á, thì nó cũng đã chín rồi. Với lại ở đây là nước cũng sôi nè, củ mài luộc á, thì cũng đã sôi rồi. Nên thôi giờ thì sẽ nhắc cái này ra nha. Sẽ nhúm lại đống lửa thì nó ấm ấm một chút. Nhắc này ra để ngoài đây. Buổi tối trong rừng một mình như thế này thì buồn lắm mọi người. Đấy, nhắc ra rồi bỏ ngoài đây. Giờ thì sẽ đốt lại đống lửa để mà cho nó ấm rồi mình sẽ ăn tối nha mọi người. Bây giờ trước khi ăn thì mình sẽ làm một ly nước nóng nha mọi người. Đây mọi người, ở đây thì sẽ có một ly nước nóng nha. Nấu cho con tre thì nó rất là thơm luôn. Sang thì cũng vừa mới đốt lại lửa lại đây rồi. Giờ thì Sang sẽ hơ cho cái giỏ sách của mình nó cháy hết cái phần râu ria đi nha. Mọi người thấy Sang đan cái giỏ này nhìn dễ thương không? Sang thì không giỏi trong cái việc đan lát đâu, nhưng mà Sang muốn đan để mà giết thời gian thôi. Chứ nằm không ở trong đây thì buồn lắm người, nhớ nhà lắm. Vậy là xong nha mọi người. Ngày mai có cá bỏ vào nữa là đẹp. Giờ Sang để qua một bên đây. Giờ thì Sang mời mọi người lên phía trên chỗ ngủ qua Sang để mà mình ăn rắn nha. Đây là con rắn mà ngày hôm nay Sang bắt được này, kẹp vào que để nướng. Giờ thì Sang sẽ ăn rắn trước cho mọi người, còn củ mài thì xíu mình sẽ ăn sau. Đấy, thịt rắn nướng mọi người. Ngon. Hôm qua thì mình ăn trứng với đọt mây, hôm nay thì ngon rồi. Hôm nay thì có thịt rắn nướng với có cả củ mài nữa. Kiểu này sinh tồn thì bao giờ mới kết thúc mọi người. Không á, cái loại này hơi nhiều xương. Cái này đáng ra hôm nay á, Sang phải chặt ra nấu cháo chung với củ mài là ngon mọi người. Mà sao quên mất, phải đem đi nướng luôn. Cái này có lẽ là sẽ ăn nửa con, còn nửa con sáng mai sẽ chặt nhỏ ra xong bỏ vào ống tre nấu cháo nha. Nấu cháo cho nó nở ra ăn chung với củ mài. Ngon lắm rồi.
ăn rắn uống đây một ít nước nóng nha. À, đây là cái phần dinh dưỡng nhất của con rắn đó mọi người. Đây là cái lá lách của nó đó. Mời mọi người nha. Ngon quá. À, đây là một cái cục củ mài mà Sang vừa mới lấy ra mọi người. Mọi người xem cái cục này nè. Nhiều không? Nhiều đây thì cũng bằng nửa chén cơm rồi. Sang gọt đầy cả ống kia luôn mọi người. Nhiều đó thì cũng đủ cho Sang ăn khoảng tầm 1 ngày đến 2 ngày mọi người. Mình cứ ăn một buổi ăn mình ăn một khúc vậy thôi. Sáng mai thì sẽ chia con rắn này ra thành khúc khúc để nấu cháo nữa. Có thể là ăn tới hết ngày mai luôn con rắn này nè. Rồi mà mọi người nha. Đi sinh tồn thì đâu ăn no được đâu. Cố gắng ăn để mà cho đủ sức thôi. Cái củ này thì nó bột lắm nha mọi người. Nó bột nó ngon quá. Nóng hổi luôn. Mai Sang sẽ nhờ giả nhuyễn ra nấu cháo. Cái củ mài mọi người, nó có rất là nhiều tinh bột nên nãy giờ Sang ăn có một khúc thôi mà cũng đã no rồi. Con rắn thì Sang ăn hơn một nửa một chút. Ở đây còn lại một khúc này. Cái này Sang định ăn ngày mai sẽ chia ra thành hai phần nha. Một bộ phần ăn buổi sáng, một phần ăn buổi trưa. Buổi sáng thì Sang sẽ nấu cháo với củ mài. Còn buổi trưa thì mình sẽ ăn với cái phần củ mài phía dưới nha. Củ mài thì còn nhiều lắm, đủ cho Sang ăn hết ngày mai luôn mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ cho cái con rắn này vào phía trong ống tre để mình cất lại nha mọi người. Tại vì ở trong rừng thì có rất nhiều kiến nên muốn giữ được cái con rắn này lâu thì mình phải cho vào ống tre như thế này nè. Đây. Sang vừa mới cho con rắn vào phía trong ống tre nha. Để đây. Tiếp theo là mình sẽ dùng lá mình bít cái ống tre này lại. Đảm bảo là không có con kiến nào vào trong được. Ngoài là xong một ống. Còn cái ống cua mài đây nè, còn rất là nhiều luôn. Sang cũng sẽ bít nó lại luôn nha mọi người. Hai ống đồ ăn thì Sang cất đây nha mọi người. Còn đây là cái ống nước. Còn đây là cái giỏ sách chiều nay mình đang. Buổi tối ngày hôm nay cũng đã xong rồi. Hôm nay thì được một bữa no nê á, nên Sang cảm thấy là người nó khỏe hôm qua nha. Hôm qua thì ăn trứng với đọc mây rất là mệt mọi người. Hồi giờ thì cái chỗ ngủ này cũng đã xong. Lửa thì cháy ngay chỗ này. Giờ Sang ngồi xuống đây. Giờ mình sẽ nằm xuống cái giường của mình để đi ngủ nha mọi người. Cái lá mây nước này thì nó rất là êm lưng mọi người. Nó giống như kiểu dạng như mình nằm trên một cái nệm vậy đó. Nằm trên đống rơm á. Nên nó rất là thoải mái. Lửa thì cạnh ngay đây luôn nên sẽ không lạnh đâu. Tối nếu mà lạnh quá thì Sang sẽ mặc cái quần dài cũng như là mặc cái áo tay dài vô. Vậy là xong nha. Mùa này ở trong rừng thì nó không lạnh nữa nên cũng không cần mền. Chỉ cái là có mũi nhưng mà mũi thì cũng có lửa rồi. Ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi. Nên Sang cũng sẽ ngủ sớm một chút. Sau ngày mai mình sẽ tiếp tục cái chuyến sinh tồn của mình nha mọi người. Sang sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Không biết là được tới đâu. Mình sẽ cố gắng hết sức bản thân của Sang nha. Bây giờ thì Sang sẽ tiết kiệm điện pin cũng như là pin nha. Nên thôi Sang sẽ đi ngủ. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Giờ mình ngủ thôi. Thì Sang nằm trên cái lá đọt mây này để ngủ này thì rất là êm lưng. Nhưng mà ngày hôm nay tính ra thì Sang đã ở trong rừng này tới ngày thứ ba rồi. Những cái công việc như là quay phim, đặt điện thoại này kia tất cả là đều do một mình Sang làm hết cả. Tại vì đợt này Sang đi có một mình nên nó hơi vất vả một chút. Ngày hôm nay sáng thức dậy thì Sang cảm thấy mệt rã rời luôn. Sang vừa mới nấu lại đợt kia một ống nước với lại là ống củ mài.
Sang thì vừa mới ăn được một khúc rắn với lại là một ít củ mài cho phần buổi sáng thì cũng cảm thấy no rồi. Cái phần rắn với phần củ mài còn lại thì Sang bỏ vô ống cho nước nhiều vào để mà nấu thành cháo mọi người. Trưa nay thì Sang sẽ ăn cháo củ mài với rắn ha. Thì hôm qua theo như dự định á là Sang với mọi người mình sẽ đi bắt cá suối. Tại vì cái suối phía dưới kia á, Sang thấy nó cũng có nhiều cá đó mọi người, nên Sang có đan cái giỏ. Cái giỏ sách ở kia kìa. Nay thì mình sẽ đi bắt cá suối nha. Xong rồi sẽ mang lên cái chỗ này mình sẽ làm một cái dàn sấy cá, mình sẽ gác bếp để dự trữ mang đi nha mọi người. Có thể là đồ đạc tạm thời là sẽ để đây luôn. Sang sẽ ở cái chỗ này tới khoảng tầm chiều chiều nha. Mình sẽ đi bắt cá suối nhiều nhiều. Xong chiều thì Sang có thể là di chuyển đi kiếm thêm một ít củ mài nữa cho ngày hôm sau nữa nha mọi người. Tại vì hôm nay đồ ăn mình có nhiều quá. Bây giờ thì Sang dậy nha. Mặt trời thì cũng vừa mới lên phía bên đây này. Tại vì bên đây nó có một cái lỗ nắng đó mọi người. Nên bây giờ mới 6 giờ mấy thôi mà trời đã lên rồi. Đây là cái giỏ sách của Sang hơ cái hơ lửa tối qua tới giờ này. Giờ thì nó cũng đã khô khô rồi. Giờ thì đi kiếm cá suối để bỏ vào trong giỏ sách của mình nha. Giờ thì Sang với mọi người mình sẽ đi xuống suối nha. Đồ đạc thì Sang cứ để ngay chỗ chòi đó thôi. Cái suối thì nằm phía dưới đây nha mọi người. Sang định bắt cá theo cách là dùng tay để mò cho mọi người. Con cá nào trong hang thì mình sẽ bắt con cá đó. Còn những cái hố nào mà sẽ thấy nhiều cá quá thì một hồi sẽ dùng ống tre để tát nước. Sau mình bắt cá ở trong hố đó luôn. Ở đây có mấy cái hố nhỏ mọi người. Giờ Sang sẽ bắt cá ở hố nhỏ trước nha. Gì hay không? Ngày qua sẽ thấy cái hố này nó chạy cá chạy nhiều lắm. Ủa nó có mấy cái hang chỗ này nè. Ủa nó có nhiều hang lắm mọi người. Cá nó núp trong hang. Cá xú xa trong rừng mọi người thường thường là con cá trào đồi á. Những con cá này thì làm hang rất là sâu. Không biết bắt được hay không nữa. Cái hang nó sâu lắm. Cái kế hoạch ban đầu của Sang với mọi người là mình sẽ đi mò cá bằng tay. Nhưng mà kế hoạch này thất bại rồi nha mọi người. Tại vì mùa này những con cá ở trong hang nó làm cái hang rất là sâu luôn. Nó đào sâu xuống dưới Sang dùng nguyên cả cánh tay thọt vào trong hang mà không đụng được tới con cá mọi người. Nên cái kế hoạch này Sang sẽ không thực hiện nữa. Mà bây giờ mình sẽ đổi qua một kế hoạch mới nha. Đây thì Sang vừa mới rinh được vài cục đá, với lại là chặt được mấy cái ống tre. Bây giờ dự định của Sang là sẽ làm một cái hàng rào từ bên đây qua bên kia để ngăn cái hộp to này lại mọi người. Và sẽ dùng cái ống tre múc nước tạt cho cạn cái hố này luôn để mình bắt con cá trắng suối nha. Chứ con cá lóc đồi á, nó ở trong hang mình không bắt được rồi. Nó làm như hang giống như cá thò lội mọi người, rất là sâu luôn, thọt tay cũng không tới. Mà đất rừng nó lại cứng, mình không có moi được nha. Bây giờ thì Sang sẽ bích hàng rào ngay đây. Xong rồi Sang sẽ khui cái chỗ này nè, cho nước nó chạy xuống bớt nha mọi người. Giờ thì Sang sẽ dùng dao để đào một cái rãnh cho cái nước này nó chạy xuống hết đi, rồi mình mới tắt. Đất này nó cũng dễ đào. Do phía dưới đây nó thấp hơn mọi người, nên chỉ cần đào một cái đường là nước bắt đầu nó chảy nè mọi người thấy không?
Nãy giờ thì Sang vừa mới làm được một cái bờ đê chắn ngang cái khúc suối cho này nha mọi người. Để bây giờ thì sẽ tát nước từ cái hụt phía trên đây cho nó chảy xuống dưới đây nha, để nó chảy xuống cái hụt phía dưới kia nha mọi người. Đang lụm đây được một cái miếng của cái vỏ tre đó mọi người. Giờ thì Sang sẽ tát vào cái miếng này nha. Tát vào cái miếng này thì theo như Sang nghĩ sẽ nhanh hơn. Thôi giờ thì Sang sẽ đặt cái điện thoại xuống và mình tranh thủ tát luôn nha. Giờ mình sẽ dùng cái mo này để tát nha mọi người. Chỗ này thì tát không cạn được nha mọi người, tại vì mọi người thấy không, nó có cái mạch nước ngầm nó chạy ngược ra. Phía trên đây thì cũng có mạch nước ngầm nè, đó, mạch nước ngầm nó chạy từ trên xuống nên tát không bao giờ cạn được. Nên thôi giờ thì sẽ tranh thủ bắt cá luôn. Đây mọi người xem cá này nhiều lắm nha. Đây cá đây. Đây mọi người, cái trắng suối này nó không to, nó không to nhưng mà có ăn là mừng rồi mọi người. Sẽ cho nó vào ống tre nha. Đấy, con nào bắt được thì mình sẽ cho vào ống tre. Một con. Ui, cá lóc rồi mọi người. Cái chào đôi này. Đây, hai con nha. Nó có 10 trước. Ui, nó nhảy rồi. Cái con này thì khỏe lắm. Xíu mình sẽ mò sao. Nhiều cá chào đôi lắm mọi người. Đây, hai con. Một cái suối đây này. Một con nữa. Một con nữa. Sẽ cố gắng bắt không bỏ sót cho mọi người. Cố gắng là kiếm thật nhiều đồ ăn luôn. Ở đây có một con cua đá đó mọi người. Ủa, sao bắt luôn cua đá nha. Con gì ăn được thì mình cứ bắt thôi. Cho vô ống tre luôn. Cá này thì còn nước cũng khó bắt nên có lẽ là Sang sẽ đặt cái điện thoại xuống và mình bắt đầu là mò nha mọi người. Chứ bắt một tay như thế này thì một hồi nước cứ dâng lên đó là sẽ mất công tác nữa mọi người. Yeah. Ở đây Sang bắt được một con cá lóc đồi mọi người. Đây. Cho vô ống tre nha. Cá thì có nhiều nhưng mà hơi khó bắt một chút. Nó còn nhảy thôi. Ở đây có mấy con cá nó vượt. Ở đây có mấy con cá nó vượt lên nè mọi người. Một con. Đây là con đó. Sang vừa mới tát cạn thêm một lần nữa cho mọi người xem cá này. Lần này thì Sang cố gắng là tát cạn hơn. Ui nhiều lắm mọi người ơi. Ui mọi người xem đây. Vô mánh rồi. Đây mọi người thấy nó nổi đầu lên không? Đây một con cá to này. Con này là con cá đắng nha. Cho những kia. Một con. Hai con. Có một tài cũng khó bắt. Đặt cây điện thoại xuống nha. Giờ sang cho mọi người bắt nha. Đây này, bắt cái phát nào cũng có hết cả. Ah.
À, mọi người xem cá phía bên này nè. Mọi người thấy nó nổi đầu lên không? Nhiều cực kỳ luôn nè. Wow. Nhưng mà cái hố này cá lại không to mọi người. Nhưng mà cá nhỏ này gác bếp mới ngon. Cỡ này là to lắm này. Khỏe quá. Đây một con nữa nha. Chờ vô con keo luôn. Một con nữa. Thì Sang vừa mới bắt cá ở cái hụt kia xong nha mọi người. Đây là số cá mà nãy giờ Sang bắt được đây. Giờ Sang đổ ra chỗ này cho mọi người xem luôn. Đây mọi người xem đây. Còn một ống nữa nha. Đây thêm một ống nữa. Ống này là ống con cá lóc với cá trê. Cá trào đồi với cá trê. Đây mọi người xem này. Nhiều ghê không? À, cá thì không có cá to nha mọi người, tại vì cái suối này suối nhỏ quá, cá trắng to nó còn không vào đây ở, nên cái số cá trắng mà Sang bắt được á là cá trắng nhỏ thôi. Nhưng mà mọi người xem đi, rất là nhiều luôn. Như đây á thì theo như Sang nghĩ là chắc khoảng tầm hơn 3 kg cá nha mọi người. À, cá này bây giờ có lẽ là Sang sẽ mang đi rửa sạch sẽ, xong rồi mình sẽ làm một cái dàn sấy mình gác luôn nha. À, cá trắng suối nhỏ như thế này á thì không cần mần nha mọi người. Không cần mổ bụng luôn. À, tại vì cái suối này nó cạn á, đâu có gì cho nó ăn đâu. À, còn cá lóc này thì sẽ mần. Bây giờ thì cho nó vào trong cái sọt này đó. Cá vào trong cái giỏ của mình nha mọi người. Rất là nhiều luôn. Gần hơn nửa giỏ một chút nha. Như đây Sang đang nghĩ chắc được khoảng tầm 2 kg mấy 3 kg cá mọi người. Nó nặng lắm nha. Giờ cái số cá này thì Sang sẽ mang tới khúc suối nào đó rửa sạch sẽ. Xong rồi Sang sẽ làm một cái dàn gác bếp, mình sẽ gác bếp nha. Tranh thủ thời gian rồi Sang sẽ khởi hành đi tiếp nha mọi người. À, xem vỏ cá đây. Nhìn đẹp hả mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ đi rửa cá, xong rồi mang lên trên chòi. Mình sẽ gác bếp. Gác bếp xong rồi mình sẽ đi tiếp nha mọi người. Cái này cá nhỏ gác khoảng tầm 1 tiếng mấy 2 tiếng là nó sẽ khô thôi. À, nãy giờ thì Sang vừa mới mần xong con cá sạch sẽ nha mọi người. Cũng như là gom hết đồ đạc ở phía trên chòi cũ á, vào trong ba lô. Và Sang di chuyển xuống ở đây có một cái gốc cây này. Với lại chỗ này là một cái khe suối cạn á. Sang định là sẽ làm cái con cá gác bếp này ngay chỗ này nha. Tại vì nếu mà trên rừng kia mà đốt lửa nhiều quá thì sợ cháy rừng nha. Nên Sang xuống khe suối để mà cho thoáng hơn. Cái con cá ngày hôm nay Sang bắt được á mọi người thì nó nhỏ quá. Nó muốn cá gác bếp làm gác bếp được á thì phải làm một cái clip bằng tre. Nên Sang cũng trẻ ở đây được một ít tre này. Rồi thì Sang với mọi người mình sẽ đan thành một cái clip ha. Rồi mới bỏ cá lên gác được cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đan nha. Cái này thì cũng dễ thôi. Vừa mới đan xong đây được một cái clip để mình có thể là gác cá nha. À, đốt đống lửa phía dưới đây. Giờ tiếp theo là Sang sẽ cho con cá mà ngày hôm nay mình bắt được lên phía trên nha. Đáng ra cá gác bếp này thì mình sẽ xỏ que mình gác. Nhưng mà cá này nhỏ quá mọi người nên mình phải gác clip như thế này nè. Còn nếu mà không gác clip thì sẽ rất khó để mà gác được những con cá nhỏ như thế này. Đây mọi người xem nè. Rất là nhiều luôn ha, nhưng mà toàn là cá nhỏ thôi.
Rồi Sang sẽ cho nó điều ra. Vậy là xong cái phần cá các bếp của mình nha. Rồi thì chỉ còn chờ đợi cho cái cá này nó khô hẳn là xong nha. Đấy, lửa thì cứ đốt phía dưới đây thôi cho nó bốc lên. Chỗ này thì Sang cũng dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. À, ở đây Sang chặt được một ít lá đọt mây nè. Giờ thì mình sẽ dùng cái đọt mây này phủ lên trên nha, để cho cái phần cá mình gác á, nó mau mau khô hơn, nó kín hơi đó mọi người, thì cái phần cá nó mau khô hơn. À, vậy là xong. Lửa thì cứ đốt riu riu phía dưới thôi, không còn đốt nhiều quá nha. Đốt nhiều quá thì sợ nó cháy á mọi người. Giờ Sang dọn dẹp hết khu này xong rồi, có lẽ Sang sẽ ngồi đây nghỉ một đợi cho cá khô nha. Nên mình nằm ngủ một trưa một giấc khoảng tầm một tiếng nha, đồng hồ nha. Xong rồi xíu nữa Sang với mọi người mình sẽ đi đào củ mài. Bây giờ mình ăn rắn nha mọi người. Tối nay Sang có lẽ là sẽ làm món củ mài nướng ăn với cá gác bếp nha. Đi sinh tồn này mệt lắm người, nên nằm đâu cũng có thể ngủ được thôi. Sang nằm đây, Sang nằm lên thẳng lên cái phần lá cây đi, vẫn có thể ngủ được. Số cá mà nãy giờ Sang gác mọi người hơn 3 tiếng đồng hồ, thì cái phần cá mọi người xem này, nó cũng đã khô hẳn rồi nha. Nên bây giờ có lẽ là Sang sẽ gom hết toàn bộ số cá này chất vào trong cái giỏ sách của mình nha, rồi tiếp tục khởi hành đi. Tại vì ban đầu Sang với mọi người dự định đó là mình sẽ đi liên tục chứ không phải là ngủ một chỗ, nên Sang nếu mà tối nay ngủ chỗ này thì cũng không đúng cái kế hoạch ban đầu, nên thôi thì mình sẽ khởi hành đi nha. Còn đây là một con cá gác bếp này, Sang không có mần nha mọi người. Tại vì con cá này nó cũng sạch, nó không có gì phía trong hết cả nên không cần phải mần. Còn cái phần bụng con cá này nè, khi mình gác lên nó có vị mặn mặn á, mình ăn mình khỏi cần ăn muối cũng được. Mà mọi người ăn một con với Sang nha. Đây này. Gác kiểu này thì xương nó giòn luôn, ăn thì cứ mặn mặn thôi. Ngon. Sau giờ Sang sẽ cho cá vào giỏ nha mọi người. Đây mọi người xem nguyên một bể cá này. Cho vào giỏ luôn nha. Cá này Sang gác biết nó giòn luôn mọi người. Sang vừa mới gom hết cá vào phía trong giỏ nha mọi người xem, đây là một giỏ cá đầy của Sang này. Hôm qua cũng hay thật, đang cái giỏ này á vừa đủ cái số cá gác bếp của mình luôn nha. Wow, mọi người xem cá này. Giờ thì Sang sẽ ăn ăn vài con nha mọi người. Mời mọi người nha. Mọi người nghe nó giòn không? Cá gác bếp như thế này á thì mình ăn á nó sẽ rất là bột, xương nó giòn tan hết luôn mọi người. Ăn rất là ngon. Những con gà. Ngon cực kỳ luôn. Cái số cá này á bây giờ có lẽ là Sang sẽ mang đi nha, tranh thủ đi, tại vì dự định của Sang là mình sẽ đào một thêm một ít củ mài nữa để cho tối nay ăn, tại vì cái phần củ mài kia Sang ăn cũng hết rồi. Nhiều đây cá thì không lo về đồ ăn nha, giờ thì phải kiếm một ít củ mài đó. Giờ Sang lấy một ít nước tắt lửa chỗ này rồi mình đi thôi. Lửa thì Sang cũng đã tắt xong nha mọi người. Còn đây là cá gác bếp này, Sang dùng lá đậy lên phía trên cũng như là dùng mấy cái cây nẹp lại phía trong giỏ của mình như thế này nha. Cái cách này thì giúp cái cá của mình không bị ruồi muỗi nó bu vào, an toàn hơn, vệ sinh hơn và bảo quản được lâu hơn nha. Cá thì cũng đã khô, đồ ăn thì cũng đã có rồi, nên giờ thì Sang với mọi người có lẽ mình sẽ tiếp tục khai hành đi nha mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ đi như thế này, Sang sẽ đi dọc theo con suối nhỏ này để cố gắng xem là nó chạy về đâu, nó ra suối to hay không. Xong nếu mà ra suối to, khi nào đến suối to thì Sang sẽ ngủ lại suối to một đêm nha.
kiếm một cái chỗ nào đó để Sang có thể tắm rửa. Rồi một xíu nữa dọc đường đi á, nếu mà gặp cua mài thì sẽ đào cua mài luôn. Bây giờ thì Sang cho mọi người khởi hành đi nha. Lửa cũng đã tắt hết rồi nha mọi người. Giờ thì mình sẽ đi dọc theo suối nhỏ này để đi ra suối to nha. Đây là con suối mà khi sáng mình tát nước rồi mọi người. Rồi thì phải băng qua cái đám cây chỗ này rồi. Nãy giờ Sang đi men theo con suối nhỏ mọi người. Cuối cùng thì Sang cũng ra được con suối lớn rồi nha. Ở đây nó có một cái khoảng nước rất là to luôn. Nhưng mà mọi người nhìn cái cảnh phía sau lưng Sang này, giống như ở phía trong phim kinh dị không? Tại vì phía trên mặt nước nó có một cái lớp rong, một lớp rong rêu này, nó mọc phía trên. Lá cây rụng thì rất là nhiều, mà phần nước thì nó lại có màu đen thẫm như thế này nha. Tại vì mùa này ở trong rừng á, những con suối gần như nó không còn chảy nước nữa, lá cây mục nó rớt xuống nhiều quá nên nước nó chuyển sang màu đen. Nhưng mà Sang quyết định là sẽ không đi trên bờ, mà mình sẽ lội xuống con suối này để đi dọc theo suối luôn nha. Tại vì đi xuống suối mình lội xuống nước thì mình sẽ đỡ mất sức hơn. Còn nếu mà đi trên bờ thì gai gốc nó nhiều, mình chui rút thì nó mệt hơn nha mọi người. Giờ thì sẽ đi theo con suối này một đoạn, chắc khoảng tầm một xíu nữa thôi. Để kiếm chỗ nào đẹp đẹp thì mình sẽ dừng chân và ngủ lại một đêm ở trên con suối này nha. Mọi người xem phía bên suối đây có dấu vết này. Mọi người có biết dấu vết gì không? Đây là dấu vết của con voi rừng đó mọi người. Nó xuống suối để tắm. Đó, mọi người thấy hai cái dấu chân đó. Đây nó bước lên này. Hai dấu chân hai bên đó. Nên con suối này thì nếu mà ngủ lại thì Sang cũng phải lừa chỗ nha. Chứ không phải chỗ nào cũng ngủ được đâu. Nhìn cái chỗ này thì hơi ớn một chút đúng không mọi người? Cái nước nó đen đen như thế này mình không biết là ở phía dưới nó có gì hết cả. Có rất nhiều cây chết nó ngã xuống dưới cái bờ suối luôn nha. Cái khúc này thì có chỗ nước cạn, có chỗ nước sâu. Nên Sang phải bỏ cái ba lô lên phía trên đầu Sang như thế này nè. Để khi mà gặp những cái chỗ nước sâu nó hụt xuống thì cái ba lô nó không bị ướt. Kẹo là ướt hết cái gác bếp á mọi người. Tối nay sẽ không có gì để ăn. Dao thì lúc nào cũng phải cầm trên tay như thế này nha. Tại vì những con suối như thế này thường là sẽ có rắn rít hoặc là trăng á mọi người. Nên cũng phải cầm dao để đề phòng. Và lại thứ hai, những con suối mà đây mọi người xem là phía dưới người Sang nha. Khi mình Sang bước đi nè, mọi người thấy cảm giác sợ không? Từng cái bong bóng khí nó nổi lên. Cái bong bóng khí này là do cái lớp lá cây mục quá nhiều phía dưới đó mọi người, nó tạo thành khí metan á. Khi mình đi thì nó sẽ nổi phần bong bóng này lên này. Cái chỗ này là cái phần bùn như thế này là chỗ ở lý tưởng cho những cái con rùa mọi người. Những con rùa ở trong rừng thì rất là to nha. Không may mà mình đạp trúng chân nó thì nó sẽ quay lại cắn vào người mình á. Ở đây có một cái gốc cây. Gốc cây to mà. Chỗ này ghê thật. Sang phải cầm dao như thế này nha. Không. Ôi trời này nước sâu rồi. Nước ở trong rừng thì nó lạnh lắm nha mọi người. Cầu mong là đừng đi trúng những cái chỗ mà nó hụt đầu xuống nha. Như vậy thì sẽ ướt hết ba lô á. Này mọi người, thì Sang phát hiện cái dấu vết này. Mọi người thấy có một cái đường lằn vằn quèo từ đây lên kia kia không? Cái này chứng tỏ là vừa mới có một con rắn to á. Vừa mới có một con rắn to nó bơi theo cái đường này lên trên đó mọi người. Nên bây giờ thì Sang đi cũng hơi cẩn thận một chút. Cái chỗ này nước cũng sâu á. Đây này. Mọi người thấy nước ở chỗ kia vẫn còn nhúng nhích không? Mọi người thấy rác chỗ kia còn nhúng nhích không? Thế như Sang nghĩ là con rắn này nó vừa mới bò qua chỗ này thôi. Chỗ này nước bắt đầu sâu rồi. Mới lay hoay đây á mà trời lại tối nữa rồi mọi người. Tối hôm nay là đêm thứ ba của Sang ở trong rừng này một mình rồi đó. Sáng giờ thì Sang với mọi người đi dọc theo con suối ở kia kìa. Đi tới cái đoạn này thì nước suối nó sâu với nó lạnh quá, Sang không đi được nữa. Nên dừng lại cái khoảng ở chỗ này, Sang phát dọn để nhúm lại đây một cái bếp lửa. Cũng như là treo cái số cái gác bếp khi sáng mình bắt được mọi người. Hâm nóng lại tối nay thì Sang sẽ ăn cá gác bếp nha. Ở đây thì nguyên cả một giỏ xách cá đầy luôn nè. Đủ cho Sang ăn nguyên cả buổi tối ngày hôm nay. Với lại bên đây thì Sang vừa mới bẻ một ít lá cây. Đây là chỗ ngủ của Sang
Tối hôm nay nha, không có cầu kỳ hết cả, chỉ lót ra và nằm xuống ngủ thôi. Tại vì hôm nay sang vào đây cũng mấy ngày rồi, gần như là cũng mệt đó mọi người. Nên buổi tối này chỉ muốn là ăn cái gì đó vô bụng, xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Mọi người thấy là buổi tối ở bờ suối không? Còn ếch, con nhái nó kêu, con ve nó kêu. Ở trong rừng này thì chỉ có một mình sang thôi, nên gần như những cái âm thanh xung quanh đây chỉ là ếch, nhái và là ve thôi. Cũng buồn mọi người. Hồi nói chuyện một mình với cái điện thoại về thì cũng hơi buồn một chút. Thôi giờ thì sang đợi cho con cá nó nóng lên á, thì mình sẽ ăn tối nha. Cái con cá gác bếp á thì nó cũng đã nóng rồi mọi người. Nên thôi giờ sang mời mọi người ăn tối cùng với sang nha. Tối nay thì mình sẽ ăn cá gác bếp thôi. Đói như thế này á thì cảm giác là ăn cái gì nó cũng ngon hết trơn. Mình không kén chọn được đâu mọi người. Bây giờ có lẽ là sang cố gắng là ăn cho hết cái phần cá gác bếp luôn, cho nó chống đói và lại lấy lại sức luôn rồi. Chứ mấy bữa rồi á, sang đi vô rừng này nè, cứ ăn đâu dám ăn nhiều đâu. Ăn một ít, rồi một ít nếu mà còn lại thì phải chừa lại hôm sau, nên cảm giác nó không được no. Nên hôm nay thì sang sẽ cố gắng ăn hết cái cá gác bếp này cho nó no luôn. Ăn như thế này nó hơi khô một chút, có lẽ một xíu nữa sang sẽ xuống suối múc nó một ấm nước, một ống nước. Thì sang vừa mới ăn tối xong, ăn ít cá gác bếp đó thì cảm giác nó no hơn nhiều mọi người. Giờ có lẽ là sang sẽ nằm xuống lá cây và đi ngủ luôn nha. Hôm nay thì cũng tính ra là đêm thứ ba rồi sang ở trong rừng này rồi, nên cái cảm giác sang bây giờ cũng không còn giống như ngày đầu tiên nữa mọi người. Nó rất là mệt luôn. Người của sang á, sau 3 ngày sinh tồn này, tự nhiên sang nghĩ là phải tuột và đi vài ký mọi người. Nhìn sang hôm nay thì mọi người thấy nè, nó ốm hơn rất là nhiều do đồ ăn không có đầy đủ á. Nhưng mà đồ ăn mình ăn thiếu ăn một chút cũng không sao. Nhưng mà mọi người biết là đi rừng này sợ đi lâu á, sợ nhất cái gì không? Sợ nhất là mình nhớ nhà đó. Tại vì ở trong rừng thì không có liên lạc được gì ở với ở ngoài cả, không có sóng điện thoại gì hết cả. Nên có lẽ là tối hôm nay sang sẽ ngủ một giấc, và sáng hôm sau sang sẽ kết thúc cái chuyến sinh tồn này, và giới hạn của sang chỉ được như vậy thôi. Mình sẽ đi về mọi người, tại vì sang đầu tiên sang cũng rất là nhớ nhà rồi. Sang đi rừng thì có những chuyến sang đi tới 14-15 ngày chung với nhóc Quỳnh Văn này kia, nhưng mà cái đó là mình đi nhiều người mọi người. Mình đi tới tận 3-4 người thì có người nói chuyện nó đỡ buồn. Nhưng mà hôm nay thì sang đi có một mình sang mọi người, không ai nói chuyện hết cả. Lúc nào cũng phải nhìn vào trong cái điện thoại này để nói chuyện á, nên rất là buồn luôn. Cảm giác như là bị tự kỷ trong rừng chứ. Nên thôi, một giấc sáng mai sẽ đi về nha mọi người. Xin lỗi mọi người nhiều luôn. Thôi giờ sang cũng không biết quay gì nữa, thôi giờ sang đi ngủ nha. Lửa thì sang đốt ở kia. Ngủ thôi. Sáng rồi nha mọi người. Tối hôm qua thì sang ngủ tới lúc 2-3 giờ sáng gì đó, thì không ngủ được nữa nên sẽ thức dậy và quyết định là đi về vào ban đêm luôn nha. Và sang có thể là kết thúc cái giới hạn của bản thân sang tại đây. Và tính ra thì sang đã ở được trong rừng này á được 4 ngày 3 đêm rồi, cũng hơn 100 giờ ở trong rừng chỉ với một con dao nhỏ xíu như thế này thôi. Sang đã kiếm được đồ ăn, nước uống, tạo ra lửa này kia, tất cả các thứ. Nhưng mà mình ăn uống không đủ dưỡng chất á mọi người, nên cảm thấy trong người bây giờ của sang nó rất là mệt luôn, nên sang không thể nào là sinh tồn tiếp được nữa. Tùy theo hoàn cảnh mà mình sinh tồn thôi nha. Nếu như mà mình bị lạc ở trong rừng á thì có thể là mình sẽ ở được trong rừng lâu lâu hơn nữa. Nhưng mà cái này á thì sang đi thử thách sinh tồn, nên giới hạn của sang chỉ tới đây thôi. Còn bắt trường hợp bắt buộc thì có thể là còn vượt qua xa hơn nữa. Và bây giờ sang cũng khá mệt rồi, nên sang sẽ tranh thủ đi về nha mọi người. Và nếu như mà mọi người thích cái video này của sang, những cái video sinh tồn như thế này á, mọi người đừng quên để lại cho sang một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ cho sang. Cũng như là nếu video này á đạt được 50.000 lượt like thì sang sẽ thực hiện tiếp một giới hạn sinh tồn, nhưng mà không phải sinh tồn trong rừng mà sẽ sinh tồn dưới sông hay là sinh tồn trên biển này kia cho mọi người xem ha.
Và còn về con dao này thì nó đã hoàn thành xong cái thử thách sinh tồn của nó rồi nha mọi người. Nên có thể là sẽ để nó lại trong rừng chỗ gốc cây chỗ này luôn, để xem là có ai may mắn để kiếm được con dao này của Sa hay không ha. Giờ thì sẽ để ngay gốc cây đây nhé. Đây, để con dao giữa hai cái cây ở chỗ này. Ở đây thì có một cái đám lùm cây mọi người. Giờ thì Sang sẽ khởi hành đi về luôn. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang nha. Giờ mình đi về thôi. Ngày đầu thì Sang đi vào đây thì đi 3 ngày đúng không? Nhưng mà Sang vừa đi vừa quay nên chặng đường cũng không xa quá. Sang đi bộ chắc là khoảng tầm vài tiếng là sẽ ra tới ngoài. Cái chỗ này thì rừng nó cũng thoáng mọi người, mùa này nó đi nhanh hơn.